Vâng, em xin nhắc lại là các anh chị nào đã nộp được tờ khai của quý 1 thì các anh chị gõ số 1 giúp em. Còn các anh chị nào mà chưa nộp được tờ khai của quý 1 thì các anh chị gõ giúp em số 2. Để cái thông tin này bên em sẽ có cái việc hỗ trợ kịp thời cho anh chị, nó mang tính chất là kịp thời hơn. Vì ở đây có rất nhiều các anh chị đã nộp được rồi nhưng cũng có rất nhiều anh chị nó chưa nộp được cái tờ khai. Và thậm chí có những chị mới áp dụng triển khai hóa đơn điện tử trong cái quý 2 này thì các anh chị còn đang làm thủ công. Anh chị có khoảng độ 2 phút nhé. Chúng ta trong vòng 1-2 phút chúng ta sẽ bắt đầu. Cho anh chị có giúp em cái thông điệp là số 1 là chúng ta đã hoàn thành nộp được tờ khai. Còn số 2 nghĩa là chưa hoàn thành tờ khai. Để em sẽ phân loại các thông tin này để mà có cái sự hỗ trợ cho các anh chị kịp thời trong cái kỳ kê khai này. Và đặc biệt những anh chị nào chưa thực hiện nhập liệu trên phần mềm kế toán để phát hành tờ khai thì anh chị gõ giúp em số 3. Được chưa ạ? Số 1 là đã nộp tờ khai, số 2 là chưa nộp tờ khai và số 3 là chưa sử dụng phần mềm kế toán để nhập liệu phát hành tờ khai. Anh chị gõ giúp em với thông tin. Ở đây em đã nhận được cái 40 các anh chị đã có thông tin rồi. Chúng ta đang có khoảng 100 các anh chị. Thì anh chị nhấn vào phần chat nhé, gõ vào đấy. Số 1 là đã hoàn thành nộp tờ khai. Số 2 là chưa nộp được tờ khai. Và số 3 là chưa sử dụng phần mềm kế toán để nộp tờ khai. Trong cái quý 1 này thì năm nay là cái năm đầu tiên chúng ta áp dụng theo cái hình thức là kê khai cho hộ kinh doanh và áp dụng cái chế độ kế toán theo thông tư 88 cho hộ kinh doanh, áp dụng hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh kê khai. Và đặc biệt là đến nay đầu tháng 4 thì đã áp dụng theo cái quyết định 206 hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh trên 57 tỉnh thành còn lại của cái giai đoạn 2. Cho nên là hôm nay thì bên em sẽ cố gắng là thực hiện là tiếp nhận thông tin của anh chị để từ đó sẽ hỗ trợ cho anh chị kịp thời. Các anh chị lưu ý nếu như trường hợp mà chúng ta đang trong phòng học thì không sử dụng cái chức năng viết nhé, để nó đỡ bị ảnh hưởng cái màn hình, nó sẽ ảnh hưởng đến cái buổi đào tạo này. Em nhắc lại một lần cuối cùng ạ, các anh chị nào đã thực hiện nộp tờ khai thành công thì chúng ta nhấn số 1 ở ô chat. Anh chị chưa nộp tờ khai của quý 1 thì anh chị nhấn số 2 ở ô chat. Và các anh chị nào chưa sử dụng phần kế toán để thực hiện nhập sổ sách cũng như là phát hành tờ khai thuế thì các anh chị nhấn số 3 cho em. Vâng, sau đây thì em sẽ tiếp tục với chương trình hướng dẫn cho anh chị về phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử và tích hợp tờ khai thuế theo chương trình kê khai của quý 1 năm 2022. Thì ở đây em sẽ tổng kết số lượng các anh chị đã sử dụng nộp được tờ khai này, các anh chị chưa nộp tờ khai này và anh chị chưa sử dụng phần mềm kế toán này. Thì em sẽ tạm thời sẽ tổng hợp toàn bộ thông tin này để sẽ có thì các nhân sự hỗ trợ cho các anh chị kịp thời.
Vâng, ở đây thì em biết là có rất nhiều các anh chị đã thực hiện được cái phần mềm để lập tờ khai cũng như là phát hành được các sổ sách liên quan đến kế toán. Tuy nhiên cũng có phần lớn một số các anh chị là mới tiếp xúc đến chương trình qua cái kỳ tập huấn vừa rồi của đầu tháng 4. Bên em đã tiến hành tổ chức kết hợp cùng với lại cơ quan thuế. Thì với những các anh chị mà cần hỗ trợ thì ở đây em sẽ gửi cái link nhóm hỗ trợ quyết toán thuế, hỗ trợ kê khai thuế cho hộ kinh doanh vào trong cái ô chat. Các anh chị có thể nhấn vào đó để chúng ta nhấn vào tham gia nhóm nhé. Thế còn những anh chị nào mà đã tham gia rồi thì chúng ta có thể chia sẻ cho các anh chị hộ kinh doanh khác để được hỗ trợ tốt hơn. Em sẽ gửi cái link chat, link tham gia nhóm và cái ô chat cho các anh chị. Được chưa ạ? Đấy, rồi các anh chị có thể là sẽ thực hiện nhấn tham gia tại cái link này để sẽ được hỗ trợ trong các chương trình tập huấn hoặc là cái sự hỗ trợ trong quá trình khi mà các chị gặp vướng mắc thì em sẽ có bộ phận hỗ trợ. Và sau đây thì em sẽ tiếp tục hướng dẫn các chị về cái nội dung liên quan đến phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử và tích hợp tờ khai thuế để nộp tờ khai. Thì với mỗi hộ các anh chị sau khi mà đăng ký sử dụng chương trình thì sẽ được cấp một cái tài khoản để đăng nhập phần mềm. Thì ở đây thì đơn vị cung cấp giải pháp bên em sẽ thực hiện cấp cho anh chị cái tài khoản gồm có tên đăng nhập và mật khẩu. Trong buổi hôm nay thì em sẽ hướng dẫn lại một chút tóm tắt nhanh thôi, tại vì có khá nhiều anh chị mới cho nên các chị sẽ chưa nắm bắt được cái nội dung, thì em sẽ lướt qua cái nội dung là cái quy trình của chương trình. Còn sau đó thì về chi tiết thì bên hướng dẫn bên em sẽ hướng dẫn cho các anh chị khi cài đặt và những cái vướng mắc gì các anh chị có thể là gửi vào trong nhóm hỗ trợ khai thuế của hộ kinh doanh hoặc gửi cho các nhân sự để bên em sẽ hỗ trợ cho anh chị được kịp thời. Thì khi các anh chị được cung cấp cái tài khoản như thế này rồi thì các anh chị sẽ đăng nhập bằng cái tài khoản là KT1, mật khẩu cũng là KT1 để các chị vào chương trình. Đầu tiên thì các chị vào một hệ thống và chị kiểm tra lại giúp em là các thông tin liên quan đến mã số thuế, tên hộ kinh doanh, địa chỉ, số điện thoại và email cũng như là mã cơ quan thuế và tên cơ quan thuế của các anh chị. Khi các thông tin này sai thì anh chị hãy dùng tên đăng nhập là admin, mật khẩu là 1 và để chỉnh sửa và các chị nhấn vào nút ghi. Ghi lại. Tiếp theo để thực hiện về nhập liệu cho chương trình thì các chị lưu ý các chị vào phần kế toán số dư đầu kỳ. Tại đây thì các anh chị vào tài khoản 152 và các anh chị tiến hành lựa chọn cái nhóm hàng hóa dịch vụ của các anh chị nó tương ứng với cái mức thuế suất hiện nay của các chị đang áp dụng. Ví dụ nhóm 1 là phân phối cung cấp hàng hóa thì thuế là 1,5%, bao gồm có 1% là thuế giá trị gia tăng và 0,5% là thuế thu nhập cá nhân. Nhóm thứ hai là phân phối hàng hóa khác thì không chịu thuế giá trị gia tăng và thu nhập và cá nhân là 0,5. Thì trong cái quá trình vừa rồi thì em thấy là thường các anh chị sẽ có ba cái nhóm chính liên quan đến cái hoạt động của các anh chị. Nhóm thuế suất thứ nhất là nhóm 1,5%, nhóm thứ hai là nhóm 7% và nhóm thứ ba là nhóm 4,5%. Đấy, thì trong cái phần mềm này bên em đã thiết lập sẵn rồi, nó phù hợp với các anh chị liên quan đến từng đối tượng của anh chị. Thì anh chị nếu như biết là mình đang thuộc nhóm nào thì anh chị chọn trực tiếp vào nhóm đó để nhập hàng hóa vào. Còn nếu như trường hợp anh chị chưa rõ được là mình thuộc đối tượng thuế suất bao nhiêu phần trăm thì anh chị hãy hỏi cán bộ thuế quản lý trực tiếp, đội thuế trực tiếp. Tại vì em thấy nó cũng khá là nhiều các anh chị hộ kinh doanh có nhờ bên đội thuế các kỳ kê khai thì họ kê khai và nộp thuế hộ. Thì do đó khi mà cài chương trình rồi các anh chị vẫn chưa biết là mình thuộc nhóm thuế suất bao nhiêu phần trăm, thì để biết chính xác thì anh chị hãy gọi cho các anh bên đội thuế để nắm bắt được cái mức thuế suất của anh chị là bao nhiêu, sau đó các anh chị chọn vào cái nhóm. Ví dụ ở đây hộ này là sẽ có hai nhóm, là nhóm thứ nhất là nhóm phân phối hàng hóa là 1,5%, gồm có các mặt hàng ví dụ như là dép nhựa, chai nhựa hoặc là bình đựng nước, giấy A4, mực in, vân vân. Và nhóm thứ hai đó là nhóm 4,5% thì là nhóm dịch vụ. Đây là nhóm 4,5%. Ví dụ ở đây là cái dịch vụ in tài liệu
Được chưa? In tài liệu là những đơn vị liên quan đến in ấn và photocopy. Thì đây là cái đơn vị sẽ thuộc cái nhóm dịch vụ có bao gồm cả nguyên vật liệu, thì cái mức thuế suất đây sẽ là 4,5%. Thì cái đơn vị này là thường sẽ không có hàng tồn các anh chị nhé. Và làm sao để chúng ta xuất một cái hóa đơn có cả hàng hóa và có cả dịch vụ, thì mà trong khi đó thì hàng hóa thì sẽ có những cái xuất kho, còn dịch vụ thì sẽ không có hàng tồn, cho nên sẽ không có xuất kho. Thì cái này lát nữa em sẽ hướng dẫn cái phần bổ sung vừa rồi cho các anh chị, thì anh chị hoàn toàn có thể là sẽ thực hiện vừa xuất hàng hóa và vừa xuất mặt hàng dịch vụ trên cùng một hóa đơn. Cái này cũng là chương trình mới cập nhật. Thì anh chị lưu ý chúng ta thuộc nhóm hàng hóa nào, chúng ta chọn đúng vào nhóm đó, rồi các chị nhấn chấp nhận này, sau đó nhấn thêm mới để chúng ta thêm hàng hóa vào. Đây em sẽ thêm một mặt hàng mới vào cho anh chị này, ví dụ là sổ bìa da, đơn vị tính là cuốn và số lượng tồn, ví dụ là số lượng tồn ở đây. Thì các chị lưu ý là với những cái trường hợp ở đây nó sẽ có sẵn một số các đơn vị tính có sẵn, thì anh chị nhìn trong này nếu mà có cái đơn vị tính rồi thì anh chị chọn theo đúng cái đơn vị này. Còn nếu như các chị chưa có cái đơn vị có sẵn ở đây thì các chị lưu ý chúng ta nhấn chấp nhận này, sau đó các chị vào phần thiết lập chung, các chị vào phần danh mục đơn vị tính và các chị thêm vào. Ví dụ hôm nay em thấy có một chị hỏi là bên chị là có đơn vị mét khối mà trong khi đó ở trên này chị lại không thấy, thì làm thế nào? Thì các chị vào đây gõ giúp em nhé, mét vuông hoặc là mét khối, thì chị gõ vào đây là nó đã được thêm cái đơn vị tính cho các anh chị rồi. Đấy, các chị lưu ý là chúng ta ở đây nó chỉ có một số cái đơn vị tạo sẵn thôi. Thế còn nếu như trường hợp mà các anh chị chưa có thì anh chị vào đây để chị tạo nhé. Các anh chị vào phần thiết lập chung này, sau đó vào phần thiết lập danh mục đơn vị tính này, các anh chị thêm mới vào là xong. Rồi, quay trở lại tiếp là phần nhập số dư đầu kỳ. Thì nhập số dư đầu kỳ ở ngoài ra đây có một cái phần liên quan đến chú ý nữa, các anh chị lưu ý giúp em là ví dụ ở đây nó sẽ có một vài cái mặt hàng nó liên quan đến đơn giá số lẻ ấy, thì làm thế nào? Ví dụ ở đây đơn giá của cái chai đựng nước 0,5 lít này chẳng hạn. Ví dụ ở đây em sẽ cho số tồn là 50 và đơn giá này có là 2.550 đồng chẳng hạn. 2.000 số lượng này. Và trường hợp nếu như có số phẩy thì làm như thế nào? Về đơn giá này thường chắc là cũng sẽ không có số lẻ lắm, thì cho nên là chắc là sẽ bỏ qua. Nhưng mà lát nữa cái số lượng thì sẽ có một vài cái đơn vị liên quan đến số lượng lẻ, thì các anh chị có thể vào phần định dạng này. Đấy, sau đó ở đây nó sẽ có cột đơn giá, cột số lượng và cột thành tiền. Thì cái nào có số lẻ thì anh chị chọn vào đây cho em. Ví dụ là có một số sau số lẻ thì anh chị nhấn N1 này. Đấy, thì số thập phân đằng sau nó sẽ có một cái này, được chưa? Còn trường hợp nếu mà có 2 thì anh chị chọn vào N2 này. Đấy, thì nó sẽ có 2 số 0 sau số thập phân. Thì các chị lưu ý là trong trường hợp nếu mình cần số lẻ thì mình sẽ thực hiện theo như thao tác vừa rồi giúp em nhé, được chưa? Rồi, sau khi các chị nhập tên hàng hóa, đơn vị tính, số lượng tồn và đơn giá vào, thì các chị sẽ xong được cái bảng danh mục về hàng hóa. Nếu như trong trường hợp danh sách hàng hóa của anh chị có nhiều mà các chị có trên Excel thì bên em sẽ hỗ trợ cái chức năng import từ Excel vào theo cái mẫu của cái danh mục này, thì anh chị sẽ không mất công nhập từng cái. Thì cái này em đã có video hướng dẫn rồi, thì khi các chị cần cái chị hỏi trong nhóm thì bên em sẽ có nhân sự sẽ gửi cái link video đó cho các anh chị xem. Sau khi nhập xong danh mục về hàng hóa thì chị nhập danh sách khách hàng, các anh chị nhấn vào phần danh sách khách hàng. Tại đây các anh chị cũng chọn cho một cái nhóm, ví dụ nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 là nhóm khách hàng để các chị có thể nhập thêm vào thông tin mà. Đó, sau đó các anh chị nhấn thêm mới để thêm vào thông tin khách hàng vào đây. Đấy, danh sách khách hàng đây. Đặc biệt các chị lưu ý là do bây giờ các chị đã sử dụng hóa đơn điện tử rồi, cho nên để phát hành hóa đơn điện tử cho khách hàng thì yêu cầu khách hàng phải cung cấp email. Của khách hàng nào thì các chị nhập email vào đúng email đó. Và trường hợp các khách hàng nào có số tài khoản thì các chị kéo sang bên phải để tiếp tục nhập số tài khoản của khách hàng vào. Được chưa ạ? Đấy, số tài khoản và tên ngân hàng. Với những trường hợp mà khách hàng không có email cá nhân thì các chị hãy nhập email của các chị vào. Ví dụ khách lẻ chẳng hạn, người ta sẽ không có cái
cái email thì anh chị nhập cái email của anh chị vào, để khi sau này cần cái thông tin tra cứu thì anh chị sẽ gửi forward cái mail đó cho khách hàng, cũng như cung cấp cái thông tin tra cứu để khách hàng có thể đăng nhập vào xem. Ví dụ sau này khi mà có cần đến việc kiểm soát về cái thông tin là tra cứu hàng hóa hóa đơn đó, vì bản chất hóa đơn điện tử thì nó sẽ chỉ hợp lệ khi mà được thể hiện bằng dữ liệu điện tử, chứ còn nếu mà chỉ là hình ảnh thì nó sẽ không mang tính chất là hợp lệ. Tương tự như vậy thì các chị vào phần danh sách nhà cung cấp, đây là những đơn vị bán hàng cho các chị, thì anh chị vào đây và anh chị cũng nhập cái tên đơn vị cung cấp hàng hóa cho anh chị vào. Ví dụ công ty TH Hà Nội. Thì những cái thông tin này mang tính chất là đầy đủ, cho nên các chị nếu như có thông tin chúng ta hãy nhập đầy đủ vào. Còn hai thông tin bắt buộc nó phải là tên và địa chỉ, là hai thông tin bắt buộc. Được chưa ạ? Như vậy là đã xong cái phần liên quan đến nhập về danh sách hàng hóa đầu kỳ và danh sách khách hàng, danh sách nhà cung cấp. Thì các chị sang cái phần tiếp theo, đó là phần nhập liệu cho những cái hoạt động kinh doanh hàng ngày của các chị. Thì đầu tiên các chị vào phần kế toán này, sau đó các chị vào phần nghiệp vụ này. Tại đây thì các chị lưu ý giúp em, đó là dữ liệu của năm nào thì các chị chọn vào đúng năm đó để nhập liệu. Tại vì có một số các anh chị muốn nhập lại cái số dư của năm 2021, nhưng thực tế thì cái đó chúng ta sẽ không cần, mà chúng ta chỉ cần nhập đầu kỳ ở 2022 là được. Và trong phần này thì các chị lưu ý là chúng ta nhập chọn đúng tháng của số liệu của năm 2022. Ví dụ năm 2022 mà các anh chị bây giờ mới bắt đầu dùng phần mềm để lên sổ sách thì anh chị chọn năm 2022 và sau đó chọn lại về tháng 1, được chưa? Và nghiệp vụ của anh chị là gì? Các anh chị chọn mua hàng hoặc là bán hàng thì anh chị sẽ thực hiện chọn nghiệp vụ ở phần nghiệp vụ này. Đúng không? Chọn nhập hàng. Sau đó các chị nhấn thêm. Tại đây các thông tin bắt buộc đó là các chị phải có ngày ghi sổ vào. Ví dụ ngày mùng 5 tháng 1 các chị mua hàng hóa. Tại đây các chị nhấn vào nút 3 chấm bên cạnh 152 để thực hiện nhập hàng. Trong phần nhập hàng các chị chọn vào nút 3 chấm để chọn mua hàng của ai. Ví dụ mua hàng của công ty TH, chấp nhận. Sau đó các chị nhấn vào thêm mới để chọn mặt hàng mình mua. Ví dụ mua sổ bìa da. Nghĩa là ở đây các anh chị chỉ cần trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, mua hàng thì mua hàng của ai và mua mặt hàng gì. Đó là hai thông tin các chị phải chọn. Ví dụ ở đây là sẽ mua 100 cuốn sổ với giá nhập là 25.000. Và 5.000 một cuốn sổ bìa da chẳng hạn. Sau đó nhấn chấp nhận. Tiếp theo các chị chọn sang phần bên cạnh và chọn cái hình thức thanh toán. Thứ nhất có hình thức thanh toán bằng tiền mặt. Thứ hai là chuyển khoản qua ngân hàng. Và thứ ba là ghi công nợ. Thì ở đây các chị có thể là ví dụ là chọn tiền mặt. Rồi. Thì trong cái phần này các chị sẽ có luôn hai cái chứng từ. Đó là phiếu nhập kho và cái phiếu chi tiền. Để thực hiện xem phiếu nhập kho, các anh chị nhấn vào nút 3 chấm bên cạnh 152 này. Sau đó chị nhấn xuất ra Excel. Thì nó sẽ ra xuất ra cái phiếu nhập kho. Hôm nay thì có một anh ở Sài Gòn có hỏi là tại sao mà nó không lên được cái số tiền và nó không ra được những cái chi tiết. Trong khi đó thì đã thực hiện việc nhập kho rồi. Thì nguyên nhân ở đây đó là do anh ấy có nhập kho nhưng anh lại không chọn cái phần thanh toán cho khách hàng. Đây là cái phiếu nhập kho đấy ạ, theo đúng mẫu của thông tư 88 này. Đấy, thế cho nên là nó không thể hiện được số tiền. Thì các chị lưu ý chúng ta sẽ chọn ở bên phần thanh toán này là hình thức thanh toán là gì? Là tiền mặt. Thế sau đó chúng ta ở đây sẽ có phần phiếu chi.
Trong cái phần này nó sẽ ra luôn được cái phiếu chi cho các anh chị nhé. Thì cái này nó cũng là một trong những cái chứng từ kế toán theo cái thông tư 88 vừa rồi. Đây ạ, đây là phiếu chi. Và sau khi có thông tin như này lên thì các anh chị khi mà nhập xuất ra cái sổ nhập xuất tồn thì nó mới ra được cái số tiền và nó mới thể hiện được là cái chứng từ đầy đủ cho các anh chị. Tiếp theo là thực hiện những nghiệp vụ bán hàng, thì anh chị chọn về nghiệp vụ 1. Các chị nhấn vào thêm, buôn bán vào ngày 5 tháng 1. Sau đó anh chị chọn vào đây cũng là hình thức thu tiền. Thì bên này các chị chọn vào tiền mặt, là hình thức là thu tiền mặt hoặc là chuyển khoản ngân hàng hoặc là công nợ, được chưa ạ? Bên cạnh đó các chị nhấn vào nút ba chấm bên cạnh 511 này để thực hiện cái giao dịch đó là bán cái gì và bán cho ai, thì trên màn hình này. Anh chị nhấn vào nút 3 chấm để chọn bán cho ai. Ví dụ bán cho công ty số 55 bộ này. Và bán mặt hàng gì, các chị cũng nhấn vào thêm mới này. Và bán cái sổ bìa da chẳng hạn, nhấn chấp nhận. Các anh chị nào mà vẫn cố tình thực hiện bạch ở trên màn hình thì em sẽ mời ra khỏi Zoom nhé. Chúng ta thực hiện trong giờ học, nó thực hiện một cách nghiêm túc đi ạ. Rồi ở đây các anh chị sẽ gõ số lượng vào, bán là 10. Đơn giá bán ra 45 ngàn. Đấy. Như vậy với các trường hợp các anh chị nào mà sử dụng hóa đơn điện tử thì tại đây nó sẽ có nút phát hành hóa đơn điện tử, thì các anh chị có thể nhấn vào nút phát hành. Và trước khi thực hiện phát hành hóa đơn điện tử thì các anh chị nhấn vào nút xem hóa đơn. Để xem lại một lần nữa hóa đơn trước khi chúng ta phát hành chính thức, các chị sẽ gửi cho khách hàng qua hình thức là Zalo hoặc là email để thống nhất về tên, địa chỉ, rồi mặt hàng, số lượng mặt hàng, vân vân. Thì anh chị lưu ý là chúng ta sẽ thực hiện cái thao tác này. Nếu như đúng rồi thì anh chị sẽ nhấn vào nút phát hành hóa đơn điện tử là được. Đồng thời thì khi này nó sẽ nhảy ra các hình thức đó là gì, liên quan đến cái việc là sẽ có bút toán khai thuế đi kèm. Đấy, cái nghiệp vụ thứ hai. Và trong trường hợp nếu như mà các anh chị có thực hiện bút toán đồng bộ kho hàng và bút toán xuất kho tự động thì phần mềm nó sẽ thực hiện xuất kho tự động cho các anh chị. Và hôm nay thì có một cái tính năng mới, đó là tính năng những mặt hàng liên quan đến dịch vụ nó không có hàng tồn thì làm thế nào để được bán được hàng. Thì các chị hãy thao tác như sau. Các chị chú ý nha, phần này là phần mới này, các chị xem để nắm bắt được này. Đầu tiên các chị phải đăng nhập bằng cái tài khoản admin. Tên đăng nhập là admin. Mật khẩu là 1. Các chị đăng nhập vào. Tại đây trong phần số dư đầu kỳ, các chị nhấn vào. Sau đó trong tài khoản, trong cái phần sổ doanh thu bán hàng 511 này, các chị kích chuột phải, chọn đăng ký chi tiết. Ở đây nó có một cái phần là xuất giá vốn hàng hóa dịch vụ trừ dịch vụ này, các chị tích vào này. Đấy. Thì khi này các mặt hàng của các anh chị nó là dịch vụ, nó không có hàng tồn, thì các anh chị sẽ xuất được trên một cùng một hóa đơn với lại những cái mặt hàng có là gọi là hàng hóa nhé các chị nhé, và nó sẽ không yêu cầu số lượng tồn trong kho. Đấy, các chị tích vào đây, sau đó các chị nhấn chấp nhận. Rồi bây giờ sẽ quay ra để thực hiện cái nghiệp vụ bán hàng dịch vụ. Anh chị quay trở lại, tên đăng nhập là KT1 và mật khẩu là KT1.
Ở đây các chị chọn phần nghiệp vụ phát sinh này, sau đó chọn nghiệp vụ bán hàng doanh thu, và các chị sẽ chọn đúng đến cái mặt hàng là dịch vụ nhấn thêm mới này. Chúng ta sẽ gõ vào ngày mùng 6 tháng 1 chẳng hạn này, bán hàng dịch vụ này. Hình thức thanh toán cũng là tiền mặt này. Sau đó các chị chọn sang mặt hàng là dịch vụ bán hàng cho công ty Ngọc Anh này, thêm mới này, mặt hàng này. Đây, ví dụ là dịch vụ in tài liệu chẳng hạn, các chị nhấn chấp nhận. Đấy, và số lượng ở đây các chị sẽ ghi là 15 cuốn. À, cái này phải thoát ra vào lại. Tuần vào cái phần thiết lập ấy con ạ. Vào phần thiết lập phải tích vào cái phần trong cái phần mã kia thì nó mới biết được. Vào trong danh mục ấy. Danh mục. Kế toán. Rồi rồi, ok. Em rồi, đây. Đây các chị lưu ý là chúng ta sẽ còn một thao tác nữa là chúng ta tích vào đây, cái nhóm ở đây. Đấy, chúng ta tích vào đây thì lúc đấy thì nó mới cho phép các anh chị xuất được. Dịch vụ kia kìa, cái chữ dịch vụ kia kìa. Nhấn nút vào vào lại. Không ạ, cái đấy thì nhóm khác, mặt đấy là mặt hàng khác ấy, không cần. Đây là mặt hàng này thôi. Đây khi cái thực hiện là dịch vụ này là dịch vụ in tài liệu thì đây sẽ xuất là 15 cuốn in tài liệu và in 15 cuốn tài liệu. Trong nhóm dịch vụ đã thiết lập rồi nhỉ. Kiểm tra trong cái danh mục hàng tồn kho xem là nó đã tích kia đấy chưa. Sau này không có phân tích. Phát chương trình vào lại. Các chị lưu ý là phần thiết lập chúng ta sẽ sử dụng cái tài khoản admin nhé, để chúng ta sẽ vào chỉnh sửa, còn tài khoản KT1 thì sẽ không vào phần thiết lập các chi tiết này được. Ở đây thì đã có rồi, xuất giá vốn hàng hóa loại trừ dịch vụ. Xong. Rồi em sẽ Rồi quay vào ra lại đi, chắc là được quay rồi ra đấy. của bạn. Các chị sẽ thực hiện một tạo một cái nghiệp vụ mới. Ta chọn nghiệp vụ bán hàng. Sau đó nhấn thêm. Gõ ngày. Chọn hình thức thanh toán. Chọn bán cho ai. Và chọn mặt hàng. Rồi, đây các anh chị sẽ gõ được số lượng. Đó là dịch vụ in tài liệu và chị sẽ gõ đơn giá vào, ví dụ là 50.000 một cuốn. Thì như vậy là trên này các anh chị sẽ cho phép là xuất cái mặt hàng liên quan đến dịch vụ sau sản xuất hay sau gia công chế biến mà không cần hàng tồn kho. Thì đây là cái phần mới được cập nhật. Các anh chị lưu ý chúng ta sẽ thực hiện theo đúng cái thao tác vừa rồi. Đó là chúng ta sẽ phải vào thiết lập lại trong trong phần liên quan đến doanh thu.
sổ doanh thu bán hàng, và sau đó thì tích vào cái phần nhóm dịch vụ, được chưa? Đấy, thì như vậy là cái phần này đã hoàn thành. Và trong trường hợp với những cái trường hợp mà các anh chị có thực hiện cái xuất kho hàng hóa thì anh chị sẽ thực hiện xuất kho như bình thường. Và có hai cách, đó là chúng ta sẽ xuất kho tự động, hai đó là chúng ta sẽ xuất kho thủ công. Thì với những trường hợp xuất kho tự động thì các anh chị lưu ý chúng ta sẽ phải thiết lập trong phần thiết lập xuất giá vốn này. Đấy, các anh chị lưu ý chúng ta sẽ chọn các hình thức là xuất tự động theo đơn hàng, theo ngày hoặc là theo tháng. Ở đây thì đang đặt chế độ là xuất theo tháng, thế cho nên là khi thực hiện là nó sẽ chạy xuất theo tháng, chứ nó không xuất trực tiếp trên một cái đơn hàng. Theo trường hợp đấy mình chọn về một thì nó sẽ cho phép anh chị là xuất theo từng đơn hàng, nó sẽ tự xuất kho luôn. Sau khi xong cái phần liên quan đến nhập xuất như vậy thì các anh chị mỗi một tháng, nếu trường hợp chúng ta xuất kho theo tháng, ta nhấn vào nút xuất kho tự động này, hoặc là sau khi thiết lập lại thì anh chị nhấn vào xuất kho tự động này, các anh chị chọn đúng vào cái tháng thực hiện của ta, các chị nhấn vào chấp nhận 1 tháng 2 tháng 3. Rồi, nó đã thực hiện xuất kho xong cho các anh chị. Và cuối cùng thì các chị khai thác sổ sách như thế nào? Ở đây thì các chị vào phần sổ kế toán chi tiết. Trong phần sổ tổng hợp tồn kho hoặc chi tiết tồn kho, các anh chị chọn vào. Sau đó chọn thời gian từ tháng nào cho đến tháng nào. Ví dụ từ tháng 1 cho đến hết tháng 3 chẳng hạn, thì anh chị nhấn vào xem, hoặc là nhấn xuất giá sale. Thì đây là sổ tổng hợp nhập xuất tồn kho. Thì các anh chị lưu ý trong cái thông tin này thì cái tồn kho cuối kỳ nó bằng cái gì? Tồn kho cuối kỳ nó sẽ bằng số dư đầu kỳ cộng với số nhập trong kỳ trừ đi số xuất để nó ra được là số tồn. Được chưa? Vì có nhiều anh chị là vẫn loay hoay không biết cái phần này là làm sao để nó ra được cái số tồn cuối kỳ này. Và có nhiều anh chị hỏi là tại sao xuất kho rồi mà trong cái số dư nó không trừ đi. Thì giải thích với anh chị là cái số tồn đầu kỳ này là của kỳ trước, cho nên nó luôn luôn giữ như vậy nhé, chứ nó không trừ đi. Nó chỉ có giảm trừ đi là trong cái phần liên quan đến nhập xuất này này. Đấy, được không ạ? Thì cái số tồn cuối kỳ này nó sẽ bằng số tồn đầu kỳ cộng với số nhập trong kỳ và trừ đi số xuất trong kỳ này. Thì anh chị lưu ý. Và cuối cùng nó sẽ ra phần là tồn cuối kỳ. Đấy, thì trong vừa rồi thì có một số anh chị đã gặp cái lỗi này và đã được xử lý rồi. Thì đây là em hướng dẫn lại để các anh chị biết được trong cái phần này. Và thứ hai là trong cái phần này nó thể hiện là xuất giá này, cái giá bán này nó là giá vốn nhé. Nó là xuất giá vốn chứ nó không phải giá bán. Thế khi các chị xem về cái giá hàng bán ra thì nó có hai cái. Một là các chị vào trong phần sổ doanh thu để các chị xem. Hai là các chị vào đây. Đấy, sau đó các chị cũng chọn từ tháng 1 cho tới tháng 3 và chị chạy xuất Excel. Đấy, thì đây nó sẽ ra được cái số doanh thu cho các anh chị. Và ở đây nó cũng đã có phần cập nhật về cái mặt hàng là giảm giá và giảm thuế. Thì cái này nói chung là cũng ít, các hộ kinh doanh thường là ít. Nó chỉ liên quan đến các đơn vị mà bán hàng mà người ta có sử dụng, doanh nghiệp bán hàng mà người ta sử dụng cái hóa đơn trực tiếp ấy, thì nó sẽ có phần này. Thì đây nó sẽ tính ra được cái sổ doanh thu bán hàng cho các anh chị. Và nội dung tiếp theo đó là xuất cái tờ khai thuế. Thì sau khi các chị đã có mua vào, bán ra và nhập xuất đầy đủ thì anh chị vào phần sổ kế toán tổng hợp này và anh chị nhấn vào xuất tờ khai thuế. Lưu ý ở đây thì một số anh chị cứ bảo là tại sao đã nhấn vào xuất rồi mà nó vẫn không ra được số liệu, thì anh chị chọn vào quý 1 này, xuất báo cáo này. Thì đầu tiên là phần mềm nó sẽ xuất ra cho các chị hai file. Một file là tờ khai thuế và một file là phụ lục. Thì cái tờ khai thuế này nó sẽ là file dạng file Word. Được chưa? Tờ khai thuế này là dạng file Word để nó tính ra được các mặt hàng liên quan đến bán trong kỳ và các loại thuế xuất đi kèm theo từng nhóm mặt hàng. Thứ hai là ra phụ lục ở dạng Excel cho các anh chị, là phụ lục nhập xuất tồn. Phụ lục nhập xuất tồn. Đây ạ, cho các anh chị. Đấy, phụ lục nhập xuất tồn cho các anh chị. Và ngoài ra thì có một cái nội dung mới.
Nội dung mới thì cái phần này là có cập nhật thêm phần giảm thuế, thì trong những trường hợp là có giảm thuế thì nó sẽ tính ra. Thì cái này thì trong trường hợp khi là các chị có số liệu thì cần hỗ trợ thêm thì bên bộ phận hỗ trợ sẽ hỗ trợ các anh chị. Và tại sao mà nó cũng không ra được tờ khai thuế ở đây, các anh chị lưu ý này. Thì khi mà chúng ta không mở cái hỗ trợ khai này trước thì nó sẽ không đẩy ra, vì cái này là liên quan đến phân quyền thôi. Thế cho nên các chị lưu ý là để ra được tờ khai thuế thì trước hết để xuất ra được hỗ trợ khai thì trước hết các anh chị sẽ mở cái hỗ trợ kê khai lên. Được chưa? Các chị mở hỗ trợ kê khai lên trước này. Có một số các anh chị thì còn bị tình trạng đó là không mở được cái tờ khai, thì cái này do cái liên quan đến cái thông tin đó là các anh chị chưa cài đặt đúng và chưa phân quyền đúng, thì bên em đã có video hướng dẫn cho các anh chị rồi. Còn anh chị nào mà vẫn gặp vướng mắc thì liên hệ lại thì bên em sẽ hỗ trợ để các anh chị có thể là sẽ thực hiện xuất ra được tờ khai thôi. Đây là các chị nhấn vào tờ khai thuế này, sau đó chọn lại xuất báo cáo này, thì bây giờ phần mềm nó sẽ đẩy sang hỗ trợ kê khai. Sau đó các anh chị vào hỗ trợ kê khai thì nó sẽ có số liệu. Đấy, các chị lưu ý là chúng ta sẽ mở hỗ trợ kê khai lên trước, sau đó chúng ta mới vào xuất cái báo cáo tờ khai thuế này ra. Đấy. Sau khi xong thì bây giờ các anh chị mới vào để xem ở trên hỗ trợ kê khai. Các anh chị chọn đúng đến cái mã số thuế của mình, sau đó nhấn đồng ý này. Ở đây các anh chị vào mục thuế khoán và thuế tài sản này, sau đó các anh chị vào tờ khai cá nhân kinh doanh thông tư 40 này. Các anh chị chọn tờ khai quý. Sau đó các anh chị nhấn vào đồng ý. Thì em cũng có nhận được một số câu hỏi của các anh chị là không nộp được cái phụ lục, thì cái này nguyên nhân cũng có thể là do các anh chị chúng ta thao tác chưa đúng thôi. Ở đây thì các chị đặt lại tên, sau đó chọn về cái ngành nghề sản xuất. Đây em chỉ chọn theo ví dụ thôi nhé, để cho thời gian nó nhanh thì em sẽ sử dụng tích này. Diện tích kinh doanh các chị gõ vào. Các chị chọn tỉnh. Chọn quận huyện. Sau đó các chị nhấn ghi. Khi mà các thông tin đúng thì nó sẽ là cho ghi thành công, được chưa ạ? Thì đây nó sẽ chính là cái tờ khai thuế các chị đã xuất ra file XML. Còn bên cạnh nó là cái phụ lục. Đó, thì anh chị nhấn vào kết xuất này, sau đó kết xuất và chọn đường dẫn, ví dụ chọn ra phần desktop này. Rồi, như vậy là đã kết xuất tờ khai thành công. Sau đó thì các anh chị vào trang cá nhân.gdt.gov.vn để các anh chị nộp. Thì cái thao tác này thì em cũng đã hướng dẫn các anh chị ở trên các buổi học trước rồi. Thì thao tác nó khá đơn giản thôi, còn việc liên quan đến tài khoản trên này liên quan đến mật khẩu và liên quan thông tin đăng ký như thế nào thì chị lưu ý là các chị đều đã được cấp cái thông tin này, hoặc là chúng ta đăng ký hoặc là liên hệ với cán bộ của đội thuế trực tiếp quản lý các chị nhé. Ở trong này các chị vào mục kê khai thuế này, sau đó chọn nộp tờ khai XML này. Đấy, sau đó các chị chọn đến cái tờ khai cá thuế kinh cá nhân kinh doanh này thông tư 40 này, chọn tệp này. Chọn đúng cái tệp mà các chị đã điều ngoài desktop là được. Ngoài ra trong này thì các chị lưu ý là sau đó chúng ta sẽ gõ cái mã xác nhận và gửi tờ khai lên. Còn các chị mà đã nộp rồi và đợi kết quả của cơ quan thuế đã báo về mail có rồi thì các anh chị muốn vào đây tra cứu thì các anh chị chọn vào phần tra cứu tờ khai này, sau đó là các anh chị chọn theo tờ khai nào này, được chưa ạ? Đấy, sau đó hoặc là tất cả các tờ khai, sau đó các anh chị chọn vào
từ ngày nào đến ngày nào thì nó sẽ ra cái thời gian, cái thông tin tra cứu cho anh chị là đã thành công hay chưa thành công. Và cái phần cuối cùng là các chị liên quan đến nộp thuế, thì nộp thuế thì các chị đi, chúng ta sẽ thực hiện cái đăng ký phương pháp nộp thuế điện tử bằng cách là ra ngân hàng để thực hiện ủy quyền cho bên ngân hàng sẽ nộp cái thuế này, thì các chị sẽ giao dịch điện tử luôn, cũng phần không nhất thiết phải đến ngân hàng hoặc là thông qua đội thuế để nộp nữa, vì cái chức năng thuế điện tử thì bây giờ đã áp dụng khi các anh chị có chữ ký số. Như vậy là trên đây đã hướng dẫn các anh chị liên quan đến các phần, liên quan đến phần mềm kế toán tích hợp hóa đơn điện tử, sau đó thì thực hiện các nghiệp vụ mua hàng, bán hàng, nhập xuất tồn, lên tờ khai, lên sổ và lên chứng từ cho các anh chị. Thì trong quá trình vừa rồi thì cũng khá nhiều các anh chị gặp những vấn đề vướng mắc, thì sau đây là các anh chị sẽ bật mic để đặt câu hỏi, bên em sẽ hỗ trợ giải đáp cho các anh chị cái vấn đề trong cái kỳ vừa rồi, đặc biệt là những anh chị mới bắt đầu làm quen với chương trình. Thì bên em đã có cái video của rất nhiều các chương trình trước rồi, em sẽ gửi lên kênh YouTube, các anh chị nào mà cần xem lại hoặc là cần thêm thông tin thì bên em sẽ hỗ trợ. Vâng, xin cảm ơn các anh chị ạ. Bắt đầu. Vâng, mời chỗ chị Trang đặt câu hỏi đi ạ. Alo, anh ơi, anh nghe gì không ạ? Có nghe rồi, bạn nói đi. Vâng. Anh ơi, em có mấy câu hỏi muốn đặt câu hỏi như này ạ. Tức là quý 1 vừa rồi em có đã nộp được tờ khai của thuế quý 1 vừa rồi đấy ạ. Thế nhưng có một cái vấn đề em muốn hỏi một chút là cái tờ khai này đấy thì người ta có, tức là sau khi nộp em thấy sau khi em tra cứu ở trên hệ thống thì là của em đã hoàn thành rồi đấy, nhưng em muốn hỏi một chút là cái này thì cơ quan thuế người ta có gửi mẫu xác nhận về Gmail không nhỉ anh nhỉ? Thông thường khi mà chị nộp tờ khai thành công mà cái mail của chị đúng thông tin với lại trên phần mềm ấy, thì cơ quan thuế sẽ gửi lại cái email cho chị. Nó có hai cái thông tin nhé. Một là trên trang cá nhân.gdt.gov.vn của chị có đăng ký địa chỉ email đúng thì cơ quan thuế sẽ trả cái kết quả về cái mail đấy cho chị. Hai là có thể trả tin nhắn qua điện thoại. Vâng, em thấy thì có về tin nhắn rồi, nhưng mà tức là khi em kết xuất em thì em cũng hơi lo hoang mang, bởi vì là như này ạ, em có làm cái kết xuất ra cái tờ khai thuế thì là có sử dụng cái mail mà vẫn hay gửi cái hóa đơn về đấy ạ, tức là của bên bên Mobifone có đăng ký cho em ngay từ đầu, nhưng hôm qua em có đăng ký thành công rồi nhưng check mail thì không thấy có xác nhận của cơ quan thuế, thì em đang hơi hoang mang một tí, mặc dù là đã có xác nhận qua điện thoại rồi, thế nên em mới hỏi anh về cái vấn đề như thế, là không biết làm mail của em có bị lỗi hay không. Em xem luôn cho chị cái màn hình của cái thông tin nhé. Đây. Thì khi mà chị thực hiện lập tờ khai thì chị kiểm tra trong phần tài khoản này, thông tin thuế này, được chưa? Trong này nó sẽ có cái email. Thì cơ quan thuế sẽ trả kết quả về email này. Được chưa? Rồi anh ơi, chờ chút ạ, để em chụp lại. Vâng. Rồi. Rồi chị đăng nhập vào trang cá nhân.gdt.gov.vn nhé, sau đó vào mục này, sau đó thông tin gửi thuế này đấy, và ở đây các chị có thể thay đổi mật khẩu của các anh chị nhé. Lưu ý là cái thông tin này hôm trước có một số anh chị cũng đã hỏi là không tìm thấy số điện thoại ở đâu, thì anh chị vào đây để kiểm tra xem đúng cái số điện thoại này là số điện thoại của anh chị đã đăng ký không, thì khi đó người ta sẽ gửi cái mã OTP về cho anh chị hoặc là cả email nữa nhé, anh chị lưu ý. Rồi. Vâng, vẫn phải liên quan cái thuế cái này thì anh ấy, em hỏi một chút ạ, tức là bên Mobifone ngay từ đầu có cung cấp cho bọn em một cái Gmail đấy, thế nhưng em phát hiện ra rằng trong hai quý vừa rồi bọn em xuất gần 30 cái hóa đơn, mà trong đó thì phải đến 4-5 cái hóa đơn không thấy có gửi mail về mail của em ấy, tức là em nhận thấy có một số cái liên quan đến tiền mặt là một, với lại cái dưới 5 triệu là cảm giác là không có nhận được về, nên em toàn phải lên hệ thống ACM để tải nó về để gửi cho khách hàng ấy ạ. Cái này thì cũng có thể do những thời điểm đó thì email có thể là nó bị chậm hoặc nó vào trong spam, thì cái đấy chị kiểm tra lại nhé, có thể là nó sẽ vào trong spam nhiều quá ấy. Trong spam đó ạ. Vâng, em hỏi nốt một cái câu này là như thế này ạ. Anh ơi, cho em hỏi một tí là ở cái chỗ mà anh ở cái chỗ sau khi chưa kết xuất ra thì có một cái gọi là thông tư 43 đấy đúng không ạ? Ví dụ như là em với khách hàng thì cũng thống nhất với nhau là không có giảm
giảm 8 phần, tức là xuống còn 8% thuế nữa đấy, thì ví dụ sang quý 2 chẳng hạn mà em nộp thì cái nếu giả sử em không giảm thuế thì cái nộp đấy là nộp tờ trắng không phải không anh? Tại thời điểm nào mà chị có thực hiện cái nộp cái phần có giảm thuế thì nó sẽ lên phụ lục, hoặc nếu mà không hiện giảm thì nó thì số liệu nó sẽ là trắng. Vâng, thì bởi vì em cũng hơi hoang mang bởi vì em với khách hàng cũng làm việc với nhau thì cũng bảo là có ít nên cũng không có làm giảm riết gì cả, bây giờ tự nhiên thấy có cái phụ lục ấy thì cũng hơi hoang mang tí để hỏi để xác nhận anh như thế ạ. Vâng, cái phụ lục đấy thì chị bán cho nhiều người chứ không phải là một người đâu. Rất cả nhiều người nó sẽ lên hết cái phụ lục đấy. Thế còn cái việc mà bên chị có thực hiện giảm hay không và bên khách hàng người ta thỏa thuận như thế nào thì vấn đề này thì chị cứ hỏi trực tiếp các anh cán bộ thuế làm việc đấy nó có hợp lệ hay không nhé. À, vâng, em hết câu hỏi rồi ạ. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Vâng, xin mời các anh chị tiếp theo ạ. À, anh ơi, cho em hỏi một chút ạ. Vâng, mời chị Hồng hỏi. Alo ạ. Vâng. À, em có đã nộp xong cái tờ kê khai lên phần mềm ạ. Nhưng mà bây giờ em lại phát hiện cái trên cái phụ lục của em nó có mấy cái điểm sai ấy, bây giờ em muốn làm lại để nộp tờ khai bổ sung thì bây giờ làm như nào, em có nộp được không ạ? Nghĩa là chị nộp tờ khai lần 1 bị sai. Và bây giờ chị Dạ phát hiện vâng. sai thì chị nộp trên phụ lục hay chị nộp ở trên cái tờ khai? Ở trên tờ khai ấy, em muốn chỉnh sửa lại để xuất cái tờ khai mới ạ. Vâng, cái đấy chị cứ làm đúng thôi, làm đúng sau đó chị nộp bổ sung nhé, nộp nộp bổ Trong sung. cái phần này thì Tuân vào hướng dẫn cho chị đấy, vào cái tờ khai, vào phần hỗ trợ kê khai ấy. Sau đó thì tờ khai lần đầu bị sai thì sẽ bấm vào tờ khai điều chỉnh lần 2. Đây chị vào đây nhé, xong chị vào bên trong này thì trong À, cái từ tờ, từ. trong cái tờ Không, từ từ. Đây là tờ khai lần đầu, giả định tờ khai này là đúng. À, tờ khai này dạ là đã vâng nộp rồi. Thì bạn bấm vào cái phần tờ khai bổ sung nữa. đây, sau này chị sẽ vào Dạ phần bổ vâng. sung này và cái thông tin này chị sẽ nộp lại. Đấy. Thế sau đó thì bấm Đây vào đồng ý vào nó bên có trong lần đấy. một này, đây nó có lần một này, đây còn lần thứ hai thì chị sẽ phải điền lần thứ hai vào. Không, lần một nhá, tờ khai có tờ khai lần đầu và điều chỉnh lần một, điều chỉnh lần hai. Đấy, thì bây giờ ấy là mình sai cái gì thì mình vào đây để mình thực hiện và nộp lại tờ khai điều chỉnh. Cứ quên phần thông tin bên tờ khai này, em không sai là sai ở bên cái bên xuất từ trong phần mềm ra ấy ạ. Vâng, chị cứ xuất ra xong chị sẽ đẩy ra đây thôi. Chị đẩy ra đây sau đó chị chọn. Tờ khai điều chỉnh không lấy từ phần mềm ra nữa, tờ khai điều chỉnh làm trực tiếp ở trên hỗ trợ kê khai này. Mà như vậy số liệu trên phần mềm vẫn sai anh. Dạ nhưng ra chỉ cho con nó để ở còn gì Em để hiểu nào cái anh số đang liệu đến trong phần mềm giữa còn để xanh này nào. Gì không? Đang năm năm thì đấy đâu, chỉ có ở thôi. Bây giờ là đắt quá thì ai có ở không gì? Nhưng mà Ok nhá. Các bạn lưu ý là nếu như tờ khai mà sai thì anh chị vào trong cái phần tờ khai điều chỉnh và trong tờ khai điều chỉnh này anh chị điều chỉnh cái gì xong rồi anh chị kết xuất cái tờ khai này anh chị nộp. Và các cái thông tin nếu anh chị muốn trong chương trình phần mềm nó anh chị phải tự thực hiện điều chỉnh ở trên hỗ trợ kê khai chứ không đẩy ở trên phần mềm sang mà nộp nhiều tờ khai lần một được. Dữ liệu chỉ kết nối cho anh chị tờ khai lần một thôi, còn tờ khai điều chỉnh anh chị phải thực hiện trực tiếp trên chương trình phần mềm hỗ trợ kê khai. Nhưng mà cái nghĩa là cái phần trên thông tin ở trên tờ khai này thì em không bị sai, nhưng mà em muốn chỉnh sửa cái phần chi với lại nhập hàng của trong quý ạ. À? Tất cả những cái thứ đấy chị phải nhập bằng tay vào trong các cái phụ lục này nha. Vâng. Và Dạ vâng, em hiểu rồi. Em cảm ơn ạ. vâng, trả lại mic cho anh Tuân. Anh ơi cho em hỏi là sao bên em kết xuất ra mà cái số liệu ở bên HKT, cái phần chi phí nhân công, chi phí điện nước các thứ nó đều đều số liệu đều trống ạ? Cái đấy ở trên phần mềm của chị có nhập cái thông tin đấy vào không chị? Có nghĩa là em dùng hai máy, một máy được, còn một máy thì lại không kết xuất ra thì nó lại không được. Hôm trước em cũng hỏi bên anh, em đợi cái trả lời này hàng tuần này rồi chưa thấy ai ai trả lời bên em.
Chị là hộ nào nhỉ? Một máy được và một máy không được thì chị cần phải xem lại. Cái đấy là do lỗi của trong cái phần máy tính đấy. Cái phần phân quyền thế của thì máy em tính bảo là bây giờ lỗi máy tính, nhưng mà nó đợt trước báo em là hướng dẫn em làm được rồi, nhưng mà giờ một khi, máy mà khi được thì tốt nhất bạn được vào cái tờ khai sang với cái máy được bạn làm đã, để ra được cái tờ khai xem là nó đã chính xác chưa. Còn hai cái phần mềm, một cái phần mềm, một cái cơ sở dữ liệu mà một máy được một máy không thì là do phần máy tính ở trong cái phần hệ điều hành, có thể trong cái phần mà phân quyền của hệ điều hành quy đầu ấy, nó không cho chuyển dữ liệu sang. Nghĩa là bây giờ em phải cài lại Win ạ? Nghĩa là không cần phải cài lại Win đâu. Ở trong hệ điều hành nó sẽ có cái phần thiết lập lại để cho cái dữ liệu của cái máy đấy nó có thể thực hiện được. Nhưng mà nếu trong tờ khai thì một cái máy kia làm được thì bạn sang cái máy kia bạn làm. Không phải, một máy ở nhà, một máy ở cửa hàng, nên em muốn là tích, muốn làm được cả hai. Nhiều khi thế như thế kia thì nó bất tiện ạ. Rồi, thế thì sang đầu thứ hai bạn gọi điện lại nhá. Trường hợp này em gọi một tuần này rồi không bạn gọi điện cho ai trả lời ạ? Bạn gọi điện cho ai, bạn gọi vào số nào? Em gọi cho anh Tuấn một lần thì dính bận với lại hai nhân viên bạn dùng với lại với một bạn Loan nữa, cũng không làm được cái này cho em ạ. Không làm được. Rồi các bạn ấy có thể là gì, cái phần đó có thể là do hệ thống máy tính ấy. Tuấn ghi lại cái thông tin này xong là ngày mai hoặc thứ hai Tuấn xem lại cho bạn nhé. Cái này thì bạn ở hộ nào nhỉ? Cái này là lỗi do hệ thống điều hành hệ Windows, nó cái phần phân quyền nó không cho để dữ liệu sang. Hộ kinh doanh khắc dấu ạ. Rồi, ok, bạn gửi lại thông tin đi, sang tuần mình sẽ tiếp nhận, mình sẽ xem lại chọn cái thông tin đấy. Nó có khá là nhiều nguyên nhân, mình sẽ xem lại kỹ lại cho bạn nhé. Vâng, thế có gì thứ hai em gọi lại cho anh nhé. Alo, cho mình xin ý kiến, cho mình xin ý kiến đấy ạ. Dạ. Alo. Vâng, chị nói đi ạ. Dạ vâng, em xin một chút ý kiến đấy, bởi vì là em làm cho một 6 đến 7 hộ kinh doanh. Thế thì khi mà em nộp qua tờ khai đấy ạ, hệ thống qua tờ khai của hệ thống tờ khai của thuế đấy, thì mỗi lần nộp như thế thì lại phải cái số điện thoại mà của các chủ hộ kinh doanh đã đăng ký từ trước đấy rồi. Thì mỗi lần như thế em lại phải gọi đến cho các hộ kinh doanh đấy để xin được cái số mã OTP. Thế làm cái nào có đổi được sang của mình được không nhỉ? Thực ra cái thông tin này nó liên quan đến cái tài khoản cá nhân quản lý chị ạ. Nếu như trong trường hợp mà chị sử dụng tài khoản để chị quản lý cho nhiều người thì cái đấy nó sẽ hơi khó đấy. Vì là tất nhiên là vẫn cho phép, nhưng mà với điều kiện là cái này chị phải trao đổi với bên chủ hộ, vì cái thông tin đấy tất cả liên quan đến về thuế, về khai báo thông tin, sau này sẽ đẩy về một số điện thoại, và hình như em thấy là có thể nó sẽ báo trùng đấy, cho nên là chỉ cần khi mà chị nộp tờ khai chị báo trước cho với chủ hộ để người ta gửi lại cho chị cái mã OTP thì nó thuận lợi hơn, vì nó tránh những cái thông tin mà của cá nhân nó bị lộ. Bởi vì là mình cứ tranh thủ lúc nào mình rỗi thì mình có thể vào buổi tối mình làm, thì sợ rằng gọi cho chủ hộ thì họ lại không để ý điện thoại thì lại rất khó cho cái việc nộp tờ khai. Trong cái trường hợp này thì tốt nhất là bạn hỏi cái cán bộ thuế quản lý trực tiếp ấy. Dạ. Về mặt nguyên tắc thì mình nghĩ rằng là gì, nếu như chủ hộ cho phép thì mình sẽ khai báo lại cái số đấy. Chắc dạ. Là nó cũng không có vấn đề gì quá. Khai là báo lại cái số điện thoại của bạn thì mình nghĩ là có thể được, nhưng mà nó phải là sự chấp thuận thay đổi trên hệ thống và thuế chấp thuận thì nó sẽ là ok. Dạ. Như ở doanh nghiệp thì mình chỉ cần thay đổi cái mail của mình và mọi cái nó gửi hết về mail của mình. Còn hộ kinh doanh thì mình mới bắt đầu tiếp nhận hộ kinh doanh thì thấy nó cũng hơi lạ ở chỗ này. Bởi vì là mỗi lần nộp tờ khai ấy, xong cái là cứ phải gọi cho bên chủ hộ là nộp lại, gửi lại cho mình cái mã OTP. Thì mình nghĩ là mình làm cho nhiều hộ như thế thì mỗi lần mình gọi như thế thì sợ họ rằng họ không nghe được cái muốn đổi sang mình ấy. Cái đấy thì trao đổi lại cái này với hộ, sau đó thì đăng ký lại và trao đổi với thuế, nếu mà chấp thuận được thì sẽ là ok nhé. Vâng, thế rồi cái này mình sẽ trao đổi với thuế. Cái thứ hai mình hỏi đó là bây giờ chỗ mình ấy có một cũng như vừa được nghe giảng ấy, tức là mình sẽ có xuất hóa đơn ấy, có thể mình sẽ xuất hàng hóa và có thể xuất dịch vụ. Thế nhà bên ngành của mình là ngành ô tô, thế thì bao gồm chủ yếu là mình sơn ô tô đấy. Thế thì khi mà sơn thì mình nhập sơn vào, nhưng mà khi mình xuất ra ấy, thì mình nhập tính
tức là nó không 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 cụ thể là sơn bao nhiêu lít. Thế thì cái này thì mình xuất ở bên dịch vụ hay như thế nào ạ? Với ông bên kia là có à? Thế này ông kia có Trong cái trường hợp mà sơn ô không? tô ấy Ở đây không thì bằng. bạn cần phải phân biệt xem đó là đối tượng nó thuộc về đối tượng sản xuất hay đối tượng dịch vụ. Tại Dịch vì thực vụ ạ. tế ra theo góc nhìn cái này thì cần phải làm rõ nhé. Tại vì Vâng. cần phải xem kỹ mấy đoạn này liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người nộp thuế. Nếu là Vâng. dịch vụ thì nó là 7%. Thế còn đây là dịch vụ có nguyên vật liệu thì nó Có có nguyên màu vật sắc liệu của sản đúng không? xuất thì Vâng. nó chỉ là 4,5%. 4,5% mình cũng hỏi thuế Thì là 4,5% 4,5%. rồi thế vì vậy thì khi 4,5% ấy, còn trong cái vấn đề xuất kho thì nó có hai cái lựa chọn, một là xuất tự động, hai là xuất bằng tay. Thế vậy thì trong cái trường hợp này ấy, thì có, mình không thể có được một cái định mức để mình tự động mình xuất được, Cái cho dịch nên là vụ mình ông sẽ xuất cái sơn này đấy xuất kho vào thời điểm cuối kỳ, là xác định được tổng cái số sơn dùng trong kỳ khi kiểm nói kê lại, còn lại thì nó sẽ không thể xuất tự động được. cái này thì mình cũng chỉ hỏi qua, xong sau này thì mình mong là các bạn bên Ok. Mobi sẽ hướng dẫn cụ thể cho mình để mình làm được lên được một cái hóa đơn cụ thể của ô tô đấy. Rồi. Vâng. Rồi ạ, thế em xin cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn bạn. Trả mic lại cho anh Tuấn nhé. Em mời câu hỏi tiếp theo đi ạ. Trên này em thấy có mấy anh chị đang giơ tay đây. Số chị Hồng xong chưa nhỉ? Rồi chỗ anh chị Em xong nào rồi ạ. mà anh chị nào mà giơ tay thì mình bật mic để mình đặt câu hỏi đi ạ. Alo, Alo. anh cho xin hỏi đi ạ. Vâng. Alo. Vâng, mời anh nói đi ạ. Vâng. Và hỏi anh tí ạ, về cái xuất nhập theo cái phần mềm của mình ấy, thì chỗ mình đã làm được rồi, nhưng mà bây giờ đang có một cái thắc mắc nữa là xuất nhập ở trong đây của mình cũng đã kê xuất nhập tồn đầy đủ rồi. Nhưng mà còn cái phần doanh thu ấy, những doanh thu ngoài hóa đơn ấy, thì bây giờ mình muốn kê khai cái doanh thu ngoài hóa đơn ấy để cho cơ quan thuế người ta tính toán để mình nộp thuế, thì bây giờ trong phần mềm của mình có kê khai ở cái phần đấy không? Cái doanh thu ấy, chứ chưa Cái nói là cái doanh số lượng. thu mà ở bên ngoài hóa đơn hay được gọi là doanh thu lẻ, Đúng anh rồi. thống kê lại hết trong kỳ, cả tháng hoặc quý, anh tổng hợp lại và anh sẽ thực hiện xuất một cái hóa đơn. Anh xuất một cái hóa đơn để xác định tổng giá trị đó, thì khi đó nó sẽ tự động nó tính cái phần thuế đấy cho anh. À, Và đối tượng là thế khách là cái hàng. phần đấy là phải tổng hợp thành một cái hóa đơn. Nghĩa là anh Thế tự tổng nào hợp lại, là xác định xuất một cụ. Anh tự tổng hợp cái số liệu ở bên ngoài chứ không phải là hóa đơn, để mà có cơ sở là anh có bao nhiêu khách lẻ trong kỳ, tổng cái doanh số nó là các à, cái đối tượng mặt hàng gì anh thống kê được, thì lập tức lúc có đó nghĩa anh là vào trong cái phần anh xuất một cái hóa đơn bình thường, nhưng mà đối tượng có đó là nghĩa là đối tượng khách lẻ. mình chỉ cần kê lên thành một cái bảng kê, sau đó là xuất dạng kiểu là hóa đơn bán lẻ viết tay hàng ngày ở cửa hàng nữa. Đúng rồi, anh cứ tổng Có phải hợp. như thế không Anh anh? xác định quan trọng nhất là khi mà cái anh xuất cái hóa đơn khách lẻ nó giống hệt như xuất hóa đơn anh xuất cho khách bình thường. Đấy, thế thì anh chỉ cần xác định được là tổng cái giá trị, số lượng, đơn giá cụ thể của từng các cái mặt hàng hóa dịch vụ của anh là gì. Và anh xuất thì để căn cứ vào đó, hệ thống mà nó xuất xong cái hóa đơn đó thì nó sẽ tự động nó tính thuế cho anh và nó khai thuế bình Nhưng thường. mà nếu mà xuất tổng hợp lại xuất thành một cái hóa đơn điện tử đấy thì phải có đối tượng mã số thuế của cái người mua chứ anh. Anh không cần mã số thuế, anh chỉ cần xuất xuất đối tượng lên là được. Khách lẻ thì không cần. Anh cứ xuất cho một đối tượng là khách lẻ, anh vẫn xuất được bình thường. Có nghĩa là vẫn cứ vào cái phần hóa đơn bán hàng như là xuất bình thường ạ. Đúng rồi, anh xuất một cái hóa đơn bình thường. Đối tượng anh chỉ ghi Vàng là khách rồi. lẻ. Vâng. Đây. Alo. Vàng Alo vàng có ạ. nghĩa là như thế này. Rồi, ok, rồi xin cảm ơn. Dạ Rồi, vâng. chuyển đến người khác. Alo ạ. À. Vâng, đang nghe Alo. rõ, bạn nói đi ạ. Vâng, cho em hỏi một chút là em có số tài khoản ngân hàng đăng ký rồi, nhưng mà bây giờ để tải cái tài khoản đăng ký đấy lên để đăng ký với cơ quan thuế ạ, thì anh có thể hướng dẫn cho em vào cái nộp thuế cá nhân, nhưng mà em không thấy cái mục để mình tải cái tài khoản đấy lên thì như nào được anh? Cái này Tuân đã làm chưa Tuân?
chưa chưa hiểu cái bạn đang bảo là tải cái tài khoản nên là nghĩa là như thế nào, tại vì nghĩa là bạn đã có một cái tài khoản rồi, bạn đã có một cái tài khoản ngân hàng rồi, bây giờ bạn vào bạn đăng ký cái tài khoản đó để mà nộp thuế điện tử đúng không? Đúng rồi ạ. Khi đã có... em hỏi thêm một chút nữa là khi mà cái thuế thu nhập cá nhân này của em mở ra ấy, thì cũng có đăng nhập, em đăng nhập được rồi nhưng mà nó không có cái tài khoản hay là kê khai thuế như thế này ạ, nó chỉ có là nó chỉ có những cái mục đấy là trang chủ này, kê khai thuế, quyết toán thuế, đăng ký thuế và người phụ thuộc. Nó lại không có cái tài khoản để em chỉnh sửa cái thông tin của mình ấy. Như cái của anh đang mở ở đây thì bạn em thấy của anh là có đầy đủ hết. Bạn cứ vào tài khoản như này nó có mà. Đây này, trong phần tài khoản này. Không có tài khoản ạ. Thế bạn đăng ký nó lại không có cái đấy. Bạn phải đúng trang này thì mới được. Vâng, em vào đúng trang này, em cũng đăng nhập, nó cũng đăng nhập mã số thuế các thứ của em cũng như thế. Thế thì cái này cũng là trang cá nhân .gdt.gov nhưng mà nó không có giao diện giống của anh. Cái này thì chắc là bạn phải xem lại lần này cái trình duyệt ấy, có thể bạn mở một trình duyệt khác đi. Nếu mà không được thì tốt nhất là liên hệ với cán bộ thuế để xem là họ hỗ trợ cho bạn được. Tại vì cũng có thể có những cái trường hợp mà nó mới, có những cái nơi mà có thể có những cái thứ mà chúng ta cũng còn chưa làm thì có thể là anh Tuấn ở đây cũng chưa biết. Cái trang mà em vào là hôm đấy em cũng vào, em chẳng nhớ tuần bao nhiêu, nhưng mà cái đợt cái hôm học đầu tiên ý là em thấy có một anh gửi link ở trên đấy thì em ấn vào thì nó cũng như thế này, nhưng mà đến lúc đăng nhập vào thì nó không có cái giao diện giống của anh. Trong này nó có phần nộp thuế này, nhưng mà cái này chắc phải check lại nhá, vì mình chưa nộp lần nào. Thì cái này thì nó có phần nộp thuế này, thì mình nhấn vào nộp thuế này, được chưa? Nó sẽ có danh sách các ngân hàng này, sau đó bạn chọn vào ngân hàng nào nó có liên kết. Đấy, nó có liên kết thì sau đó bạn vào đây thì bạn đăng nhập, bạn nộp thuế trực tiếp theo cái hệ thống của họ liên kết thôi. Nhưng cái này chắc là phải nộp thuế điện tử qua ngân hàng trước, sau đó thì trao đổi với cán bộ thuế để mà vào đây liên quan phần nộp thuế này nhé. Vâng, thế anh có thể một lát anh có thể gửi giúp em cái link của cái thu nhập cá nhân này vào nhóm hộ em nhé, để em vào thử xem có đúng không, bởi vì đây cái này thì em ấn vào cái link thì hộp chat luôn cho các anh chị này, mình vào cái trang này vâng. Sau các anh chị có thể là sẽ đăng ký cái tài khoản trên đấy nhé. Còn thì trong trường hợp mà vẫn không được thì chị nên liên hệ với đội thuế, thì các anh chị ấy sẽ chủ động đăng ký cho chị cái tài khoản này nhé và hướng dẫn cho chị. Vâng ạ. Vâng ạ. Em cảm ơn ạ. Với cho em hỏi thêm một chút nữa là cái xuất hóa đơn dịch vụ ấy, thì như nãy là anh có xuất hóa đơn dịch vụ, em có thấy anh tích vào cái ô đấy, nhưng mà em mở ra cái tài khoản của em với lại cái hàng hóa dịch vụ đấy thì nó lại không có cái ô tích dịch vụ để mình xuất hóa đơn. Ở đây các anh chị lưu ý là chúng ta phải thực hiện cập nhật phần mềm nhá. Đây các chị vào hệ thống này. Vâng. Nhấn cập nhật AGM mới này, sau đó các anh chị nhấn chấp nhận để cho nó cập nhật cái phần mới đấy về, thì lúc đó thì nó mới xuất hiện cho các anh chị cái phần thiết lập như vừa nãy đã hướng dẫn cho các anh chị nhé. Đấy, vâng, ta... em cũng ngày nào mở ra nó cũng bắt cập nhật như thế ạ. À. Nhưng mà cái nội dung này vừa được cập nhật chiều nay đấy, cho nên là bây giờ phải cập nhật nhé. Mới đấy ạ. Vâng. Xin chiều nay cho các anh chị. Vâng. Vâng, cảm ơn anh ạ. Mời các anh chị tiếp theo ạ. Trong đây có chỗ anh chị nào tên là Hà thì mình bật mic lên đi ạ, thấy có giơ tay đấy. Alo. Vâng, mời chị ạ. Vâng, em muốn hỏi là bây giờ cái tờ em đã gửi xong cái phần phụ lục từ các tờ khai cho thuế và đã thành công xong hết rồi, nhưng bây giờ em muốn kèm một cái tờ giảm thuế vào thì làm như nào anh? Thế chị nộp phụ lục thôi. À, chị gửi phụ lục đi kèm thôi. Anh lại vào phụ lục xong rồi kèm vào một cái tờ khai giảm thuế vào đấy à anh? Thế này nó có cái phần phụ lục đấy thì chị vào phần phụ lục chị nộp, chị tra cứu tờ khai này này. Vâng. Nó sẽ tải lên cái file cho chị đấy. Tra cứu tờ khai xong rồi vào cái chỗ tải file đấy, xong rồi lại tải cái giảm thuế vào đấy à anh? Kèm tờ đấy à? Vâng. Em còn một câu hỏi nữa, mà bây giờ em còn một câu hỏi nữa là ví dụ bây giờ trong cái quý 1 của em, bây giờ em muốn vào kiểm tra hết các khách hàng mà đã em đã xuất hóa đơn thì làm như nào anh? Cái này thì chị tra cứu lại theo thông tin mà chị đã thực hiện xuất doanh thu thôi. Thì
trên phần mềm ấy thì đầu tiên là cái phần hóa đơn bán ra này này, chị vào trong phần hóa đơn bán ra này, chị sẽ xem được các hóa đơn chị bán ra. Nên trong trường chị sót cái nào thì chị kiểm tra lại nhé. Thì lưu ý lưu ý này chị nên anh chỉ lại cho em chỗ đầu nó vào cái chỗ phần hóa đơn bán ra. Hóa đơn này, xong vào hóa đơn bán ra. Hóa đơn này. Mình sẽ xem này. À vâng, vào chỗ hóa đơn ở đây nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, đơn bán ra. Vâng, em cảm ơn. Vâng, mời các anh chị tiếp theo ạ. Alo ạ, anh ơi, vâng, cho em hỏi là em đang ở trong cái phần mà xuất nhập tồn ý, bây giờ em kiểm tra cái lượng cái chỗ tồn cuối kỳ ý, mà nó cứ toàn bị âm, có một số cái nó vẫn bị âm ấy, thì là nghĩa là nó như nào anh, nó lại âm về phần tiền cơ anh. Cái này chị kiểm tra số lượng thì nó bị âm không, số lượng và số lượng thì không âm, nhưng mà tiền, cái phần tiền thì nó lại bị âm. Rồi cái này thì sáng mai chị liên hệ lại với các bạn trong nhóm hỗ trợ để chuẩn. Cái này thì cho chạy xuất lại hàng tồn kho là được thôi. Tại vì do trong quá trình ngày trước lại do nhập. Nó dẫn đến là nó tính lại cái giá cho thực hiện lại tuần, cho kiểm tra, cho thực hiện lại xuất lại cái kho cái thì nó sẽ tự động nó sẽ xử lý được cái đấy nhá. Hôm nay em cũng có nhờ cái bạn ở bên Mobifone, nhưng mà bạn ấy bảo là bây giờ chị phải nhập hết, có nghĩa là cái nào âm thì chị phải nhập vào để cho nó thành dương đi thì nó mới... Không, cái phần số lượng thì nó cần phải như vậy. Thế còn đây nó đang là những cái tiền chẳng qua lúc mà nó tính cái giá là trong cái quá trình khi mà mình ngày xưa mình nhập nó không đúng theo trình tự, thế dẫn đến là gì, cái phần mà giá trước ấy nó xuất đi nó đã lớn hơn, thế sau đó thì nhập vào cái giá nó nhỏ hơn. Bây giờ chỉ cần thực hiện vào tuân vào xem cái phần đó, hướng dẫn cho chị đấy là bấm vào cập nhật tính lại cái giá hàng tồn kho cái thì nó sẽ hết cái phần âm đấy. Anh hướng dẫn cho em lại được không ạ, để em mai cần chị vào nhắn vào trong nhóm hỗ trợ khai nhé. Tuân vào trong cái phần kế toán xem là nó có cái phần tính lại hàng tồn kho, có xuất kho tự động này. Tự động vâng. Cập nhật cái này thì bấm vào xuất kho tự động ấy. Cái này của chị thì chị cứ sau để đó thì thực hiện lại ở trên này, nếu như trường hợp vẫn bấm chưa vào được. Bấm vào chấp nhận cái nó sẽ tự động nó tính lại giá hàng tồn kho cho các bạn nhé. Vâng. Cảm ơn anh. Được, có gì vướng mắc thì gọi lại. Còn trường hợp còn vướng mắc nữa thì chị gửi vào trong nhóm hỗ trợ kê khai chị nhé. Thì trong đấy thì các bạn nắm được thông tin. Vâng. Cảm ơn anh. Alo, anh ơi, cho em hỏi về cái phần số thứ tự trong cái chứng từ hóa đơn ấy. Lúc mình tạo một cái hóa đơn ấy thì nó chỉ đánh số 00 ấy. Như cái phần hóa đơn điện tử thì khi nào mình phát hành chính thức ấy, thì nó mới nhảy số. Còn khi mình khởi tạo ban đầu thì tất cả nó đều là không hết. Khi nào ký phần hành là không hết. Vâng, vì lúc em tạo một cái nhưng mà tự dưng lại cái bên trên nó là số 05, số sau nó là 06. Xong tạo thêm một cái nó là em tạo cái trên sau nhưng mà cái kiểu là mình chưa ký ấy, thì nó vẫn ở nguyên cái số đấy. Xong mình tạo một cái nữa thì nó lại thành 07. Nghĩa là nó số nó không đúng thứ tự đấy. Số hóa đơn của anh thì nó chỉ cấp khi mà anh ký số thôi, cho nên anh cứ tạo ra thế không vấn đề gì đâu. Vâng. Anh phát hành ra thì số nó sẽ tự động nhảy theo thứ tự. Vâng. Còn số của nó chỉ được cấp khi anh ký số thôi, còn trong quá trình anh tạo thì các cái số đấy nó chỉ là lấy cái số tạm của anh thôi chứ chưa phải là số hóa đơn. Khi anh ký thì nó sẽ tăng dần theo số thứ tự. Thế mà vào trong cái mục hóa đơn kia kìa, Tân bấm vào cái mục hóa đơn ấy. Khi mà anh chị phát hành hóa đơn xong thì có mục hóa đơn bán ra. Đấy, thì toàn bộ cái hóa đơn khi anh thực hiện ký số ấy thì nó sẽ có cái list các cái danh sách, các cái số hóa đơn của anh nó sẽ được tăng dần, không bao giờ nó bị đứt đoạn ở trong đoạn này hết. À vâng. Thế còn cái số mà khi anh tạo kia nó chỉ là số mà nó nhảy tạm thôi. Còn khi nào anh ký số thì nó mới là chính thức là số được cấp. Em có tạo thêm một cái hóa đơn là chuyển khoản ngân hàng, nhưng mà em lỡ chọn nhầm nó là mã 111, nhưng mà em đổi xong em đổi lại cái 112 đấy thì cái hóa đơn sổ tiền mặt VAT thì nó lại không nhảy. Cái đấy nó không phải số hóa đơn, cái đấy là số chứng từ. Vâng, tuân ra cái phần kế toán. Tài khoản nợ. Tuân ra cái phần kế toán đấy. Trong quá trình khi anh chị nhập liệu thì đến cái phần nghiệp vụ nào thì nó sẽ cấp cho anh chị cái số đó nó nhảy tăng dần. Thế nhưng trong quá trình có thể anh tạo xong anh lại xóa nên số có thể nó bị đứt đoạn. Thế thì trong quá trình đó thì nó có cái nút đánh lại số chứng từ này.
Đấy, thì Tuân bấm vào cái phần đánh lại số chứng từ ấy. Thì các cái chứng từ thu chi hoặc các cái chứng từ khác của anh, trong này nó có list các cái danh mục đấy, thì anh có thể bấm vào các cái chứng từ để anh đánh lại số. Anh muốn đánh lại số nào thì anh đánh cái số đó. Thì số nó sẽ tự xếp sắp lại cho anh nha. Anh em nhờ tí là anh tạo một cái phát sinh, tạo một cái phát sinh bán hàng. Đấy, chọn nó là sổ tiền mặt. Đấy, bây giờ trường hợp bây giờ em muốn đổi nó thành chuyển khoản được không anh? Chọn lại được thoải mái mà, cái gì đâu. Đây đang chọn ngân hàng, của em chọn ngược lại vào tiền mặt không sao. Khi mà hóa đơn phát hành rồi sau thì sẽ em chọn được. Còn khi mà chưa phát hành. Không, nhưng mà nếu như mà anh đã ký số rồi thì không được, không chọn lại được nhá. À, ý là như này, nghĩa là khi nó tạo thì nó có tạo hai cái cùng lúc, một cái là sổ gửi tiền mặt và một cái là VAT. Đấy, thì cái sổ tiền mặt thì em đổi sang là chuyển khoản rồi 112 rồi, nhưng mà cái VAT thì nó lại chưa đổi sang 112. Không sao đâu, cơ bản không sao đâu nhé. Vâng, thế được, em cảm ơn nhé. Cảm ơn câu hỏi. Rồi. Anh ơi cho em hỏi một chút ạ. Vâng, mời bạn. Đó là nhà em thì làm về hoa ấy ạ. Thì khi mà nhập hoa của người nông dân về ấy, thì em sẽ nhập các loại hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa ly. Số lượng mình nhập vào thì mình sẽ nhập là mua hàng thì không nói rồi. Nhưng mà ví dụ như khi em xuất ra ấy, thì em lại xuất ra để em làm thành lãng hoa. Thì cái lúc mà xuất đầu ra cho khách hàng em sẽ xuất là lãng. Thì giờ phải xuất tay tự động các loại hoa mình làm thành một cái lãng hay như thế nào ạ? Cái việc mà bà xuất hoa ấy, hoa nó là một cái trường hợp cũng khá là đặc thù đấy. Thế thì khi bạn mua hoa về thì bạn cứ mua đơn vị tính của bạn là gì, có thể kilogram hay là bó hay là thùng hay là cái gì đấy. Thế sau đó thì bạn dùng cái hoa đấy để bạn cắm vào lãng bán hoa. Thế thì thực ra là bạn vẫn bán hoa thôi. Đấy, hôm trước còn có hỏi, có một câu hỏi của một bạn, không biết có phải bạn không, có hỏi là vậy tôi mua hoa về xong tôi cắm hoa tôi bán hoa thì thuế của tôi là bao nhiêu. Thì theo quan điểm của mình thì thuế của bạn sẽ là 1,5%. Đấy, thế còn cái vấn đề là gì, nó không thể xuất tự động được. Tại vì thực tế ta hỏi là đây có phải là đối tượng sản xuất mà thành 4,5% không, thì theo quan điểm của mình là không. Bởi vì mình mua hoa về xong mình bán hoa thôi, chứ nó cũng chẳng có cái quy trình sản xuất gì. Còn cái việc cắm đấy thì nó chỉ là cái việc mà chúng ta phân loại ra để chúng ta bán thôi. Thế thì cái vấn đề là ra là gì, khi bạn mua hoa về mà bán theo lãng thì cái phần nhập xuất tồn của bạn ấy thực ra là hoa mua về xong rồi xuất hết kể cả là xuất hỏng, xuất vất đi. Thế thì toàn bộ cái hoa của bạn nhập về bao nhiêu thì sau đó thì bạn xuất hết bấy nhiêu, mà có thể xuất vào cuối ngày, cuối tuần, cuối tháng, cuối kỳ. Và cái vật xuất đấy là bạn phải xuất bằng tay thì nó sẽ tiện hơn là xuất tự động, tại vì tự động nó không thể nào mà nó xác định được. Lúc thì bạn bán là bông, lúc thì bạn bán là bó, lúc thì bạn bán là lãng. Đó, thì những cái vấn đề đó là trong phần xuất kho là bạn nên xuất bằng tay. Vậy khi mà ví dụ như mà em nhập hàng về, ví dụ đầu em cứ hàng mấy ngày em nhập hoa một lần đấy, thì khi mình nhập vào thì mình vẫn nhập mua hàng bình thường. Nhưng mà ví dụ như khi xuất thì cuối tháng mình đi tổng hợp là để mình xuất một lần cuối tháng cho nó hết. Thực ra thì về mặt bản chất là việc mua hoa về xong đó là xuất hoa ba, xuất hết. Kể cả bán được hay không bán được thì cái hoa đấy nó cũng chỉ có thời hạn thôi. Cho nên là mình chỉ cần theo dõi là gì, toàn bộ cái hàng bạn nhập về xong bạn một là bạn sử dụng phương án là bạn xuất hết luôn. Xuất hết luôn thì có thể bán trong khoảng 3 ngày sau mới hết thì nó cũng không có vấn đề gì cả. Đấy, nhập xuất tồn của bạn mà một là xuất luôn, hai là bạn để đến khi bạn bán hết thì bạn xuất. Ba là bạn cuối kỳ bạn xuất, thì tất cả những cái phương án đấy theo quan điểm của mình là đều được. Tại vì thực tế ra cái ngành hoa nó cũng khá là đặc thù, nó giống như là gì, hoa tươi mà để mấy hôm nó héo, kiểu gì mua về thì cũng phải xuất bán, nó không thể nào để tồn lâu được. Cái đấy thì nó không tồn được. Bạn cứ mua về xong đó rồi bạn thực hiện bạn xuất, kể cả là bạn có bán hết hay không bán hết thì cũng xuất mà. Hoa có thể xuất bán để bán hoa mà có thể xuất để mà bỏ đi những cái phần phế liệu mà. Thế cho nên là về cái mặt hàng này thì nó về cơ bản là sẽ không có tồn.
mà nếu nó có tồn thì nó chỉ tồn trong vòng vài vài ngày thôi. Đấy, thì cố gắng là làm cái báo cáo nhiều xuất tồn làm sao cho nó đơn giản nhất, đừng có phức tạp hóa quá trong cái vấn đề này. À, nếu mà muốn để đơn giản thì em định là kiểu như cuối tháng mình tổng hợp là mình nhập vào bao nhiêu thì cuối tháng mình làm một bút toán xuất thì nó sẽ hết theo luôn. Theo quan điểm của mình cũng được. Thực ra ở trong cái vấn đề này hôm trước cũng có một số những cái câu hỏi của anh chị quản lý trong vấn đề này. Thì ví dụ như là có một cái bạn ở nhà hàng, bạn ở Yên Bái, bạn có hỏi hàng ngày tôi mua thực phẩm về, thế xong rồi cứ thêm tôi mua về. Thế thì anh chị thuế hướng dẫn là bắt buộc phải xuất ngay, bởi vì không thể để cuối tháng xuất được. Thì thực tế ra trong kế toán nó có hướng dẫn là gì, phương pháp quản lý về hàng tồn kho có thể thực hiện theo phương pháp là kê khai thường xuyên, có nghĩa là hàng ngày nhập vào cái gì và xuất ra cái gì là chúng ta thực hiện một cách thường xuyên. Cái thứ hai là chúng ta có thể thực hiện phương án kiểm kê định kỳ, có nghĩa tôi chỉ quan tâm đến mua vào thôi và cuối kỳ tôi kiểm kê, tôi xác định và xong đó thì tôi xuất một lần. Thì trong kế toán có được sử dụng một trong hai phương pháp đó. Cho nên là theo quan điểm của mình thì chúng ta cố gắng vận dụng như thế nào đó để mà nó vẫn đúng theo cái chế độ kế toán và nó thuận lợi nhất trong cái quá trình khi anh chị thực hiện làm. Vâng. Vì khi em đi nộp thuế thì có cái này lúc nãy anh cũng có nhắc, thì lúc trước em đi nộp thuế thì có chị bảo là kiểu như hàng nhà em làm thành lãng rồi ấy, là kiểu như kiểu là hàng đã gia công thì phải là 4,5%. Thì em cũng phân vân cái đấy. Thực ra thì cái góc này thì mình cũng không phải là bênh người nộp thuế hay là bênh về chế độ chính sách gì đâu. Cái câu chuyện là cái làm thế nào để cho nó có tính chất phù hợp. Đấy, thực ra thì cái việc mà tôi mua hoa về, tôi phân loại ra, tôi cắm vào thành một cái lẵng tôi bán, thì đấy nó không thể nói đấy là sản xuất được. Không thể tính đến là 4,5% được theo quan điểm của góc cá nhân mình. Thế còn vấn đề này nó liên quan đến quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ của hộ kinh doanh thì các bạn cũng có thể tham khảo. Nhưng với góc nhìn quan điểm của mình thì nó vẫn phải là 1,5% thì nó sẽ hợp lý hơn. Bởi vì tôi mua hoa về tôi có làm cái gì máy móc rồi là sản xuất rồi cái gì đó mà nó kinh khủng đâu. Tôi mua hoa về tôi chỉ có phân loại, tôi cắm vào lẵng thì nó ra lẵng, tôi bó vào thành bó thì nó ra bó. Tôi bán từng bông thì nó từng bông, thì không thể nói là gì khi mà cắm ra thành một cái lẵng hoa thì lại tính như người ta thuế 4,5%, thì tôi cho rằng là góc đó là chưa hợp lý. Góc nhìn quan điểm của cá nhân tôi thì tôi vẫn bảo vệ đó là 1,5%. Tuy nhiên đấy chỉ là gì, ý kiến tham khảo. Thế còn về vấn đề quyền lợi, nghĩa vụ và chính sách thì anh chị có cứ làm việc với cán bộ thuế và trao đổi để bảo vệ được cái quyền lợi thỏa đáng của mình. Nhưng em có ý kiến chút ạ. Cái này là không phải là 1,5% đâu, bởi vì là mua hoa về nhưng mà vẫn phải dùng nhân công của mình là người cắm chứ không phải mua hoa về vứt và bán như thế đâu anh ạ. Cho nên của bạn ấy nói là 4,5% là đúng đấy. Vâng. Cái vấn đề này thì mình không tranh cãi, mình chỉ đưa quan điểm về quan điểm của cá nhân mình thôi. Thế còn cái vấn đề này thì mình chỉ đưa góc quan điểm cá nhân của mình, không kết luận là đúng không kết luận là sai. Mình chỉ có nói là ở đây thì giữa hộ kinh doanh trao đổi để làm thế nào để mà bảo vệ được cái việc đó trước cái cơ quan quản lý để mà xác định ra cái nghĩa vụ thuế cho nó chính xác. Chứ còn hiện tại cái ranh giới này thì cũng khó để có thể nói được. Thế bây giờ giữa cái hoa mà mua về xong bán thành một bó, thì bây giờ một bó hoa cũng phải là nhân công để bó ra. Thế vậy thì tôi phân loại tôi bán thành bó thì tôi tính 4,5% hay tôi tính 1,5%? Thực ra thì nếu mà để trả lời được trách nhiệm cuối cùng ấy, nếu mà để muốn đấu tranh để mà làm rõ ấy, thì cái này nó phải có công văn lên tận cục thuế, thậm chí đến cả tổng cục để trả lời cái vấn đề này, xác định ranh giới giữa đúng sai. Thì cái này thì thôi mình không kết luận là đúng hay sai, mình chỉ đưa bày tỏ quan điểm của mình. Và anh chị hãy cố gắng trao đổi, tìm hiểu rõ để mà phân loại, để mà trao đổi, để bảo vệ được cái quyền lợi của mình sao cho nó phù hợp. Thế còn mình cũng không kết luận, mình chỉ đưa ra ý kiến để anh chị tham khảo thôi nhá. Và em mời câu hỏi tiếp theo ạ. Anh ơi, alo. Vâng, bạn cứ nói đi ạ. Vâng, cho em hỏi một chút ạ. Bên em là nhận hợp đồng gia công may ạ. Thì bọn em ký hợp đồng theo phụ lục. Thế khi mà bọn em hoàn thành phụ lục xong thì em xuất hóa đơn theo thành phẩm. Ví dụ em giao được 5.000 bộ quần áo thì là em xuất hóa đơn như thế, là theo phụ lục và theo hợp đồng là đúng cái số tiền như thế. Nhưng mà bây giờ đầu vào của em thì chỉ có nhân công với cả các chi phí điện nước và chi phí thuê nhà xưởng. Thì cái phần nhập kho ấy, thì bên em có cần phải hạch toán phần nhập kho không ạ? Xuất kho thì không, nó là dịch vụ rồi. Dịch vụ thì bạn không cần phải bảo nhiều xuất tồn ở đây.
Thế nhưng mà bây giờ em cũng vẫn thuộc trong cái giá cái nhóm thuế suất là sản xuất 4,5% ạ. 4,5% thì cần phải làm lại rõ cái vấn đề này. Để xem mình nằm trong 4,5% hay mình nằm trong cái đối tượng là 7%. Tại vì nếu như gia công là em có sản xuất mà. Đúng rồi. Vâng. Nếu mà gia công mà gia công có máy móc em có máy móc. Thì cái này của chúng ta là 4,5%. Đấy, thế 4,5% em phải dùng máy. Khi đó thì cái nhập xuất tồn của chúng ta thì nó chỉ có những cái kim chỉ rồi là các cái thứ và phụ liệu kèm cùng thôi. Alo. Vâng, đúng rồi. Thế thì em cũng không cần phải làm nhập xuất tồn nhỉ? Em chỉ cần không có phải nhập xuất tồn cái hàng mà chúng ta quản lý hộ người ta đâu. Thì cái hàng bởi vì là em nghĩ là như này, em hạch toán như ở kế toán em có đầu ra là sản phẩm là đầu ra của em thì cái đầu vào thành phẩm để phải có nhập kho thì như kiểu là dạng mình tính giá thành ấy hả? Nhưng mà ở đây thì không, cái này không phải tính giá thành. Đấy, cái này của em bạn chỉ là dịch vụ để bạn thực hiện cái vấn đề là bạn gia công thôi. Thì cái bản chất là cái hàng hóa mà khi bạn đang nói nhập về ấy, thì bản chất nó không phải là hàng hóa của bạn mà là hàng hóa của người khác, cho nên là đúng rồi cần phải làm cái đó. Vâng, đúng rồi. Thì em chỉ có chi phí thôi ạ. Rồi, đúng rồi. Vâng, em cảm ơn nhá. Rồi. Hello. Vâng, cho em hỏi ý kiến là các anh bây giờ các anh đang hướng dẫn để xuất nhập tồn trên máy để hướng dẫn hộ để làm hoàn thành các cái để cái thuế nên các chị liên quan đến thuế thì các chị hỏi bên thuế thì tôi sẽ đỡ mất thời gian hơn, còn như này sẽ mất thời gian của rất là nhiều người đấy, theo em là thế. Thực ra thì các anh chị em cũng hỏi bên thuế rồi và cũng hỏi rất nhiều nơi rồi, chỉ có điều đó là trong quá trình mà anh chị em cũng có thể có rất nhiều các cái câu hỏi ở góc khác nhau. Thì thực ra thì anh chị em nào mà vướng cái gì thì trong phạm vi hỏi mà chúng ta có thể trả lời được thì nó đỡ vất vả cho anh chị phải chạy lên thuế để hỏi thôi. Còn trong thực tế là anh chị cũng đã phải làm việc với các anh chị thuế quản lý rồi. Đấy, thế thì những cái câu hỏi mà hướng dẫn ở đây thì trong về vấn đề liên quan đến phần mềm, anh chị nào mà cần hỏi gì thì về phần mềm đã có video hướng dẫn khá chi tiết. Thế rồi là cũng có những cái buổi hướng dẫn, đi hướng dẫn lại rất là nhiều lần. Thế còn trong phạm vi để mà hỗ trợ để trả lời thì thôi, thì có cái gì có thể hỗ trợ trả lời được anh chị thì chúng ta cùng nhau chia sẻ thôi. Vâng, cảm ơn bạn. Alo. Vâng. Alo. Vâng, mời chị nói đi ạ. Anh ơi cho em hỏi, em nộp báo cáo thuế rồi, nhưng mà cái tồn kho của em vì nó có nhiều mặt hàng nên là em kiểm kê kho chưa hết. Nên vẫn còn một số mặt hàng nữa em chưa vào tồn kho cuối tháng. Thế bây giờ em muốn là bổ sung cái tồn kho ấy, có được không ạ? Thật ra thì nó như thế này, theo đúng nguyên tắc của chuyển tiếp thì anh chị cần phải thực hiện kiểm kê cái kho hàng để vào số dư đầu kỳ. Và sau đó thì khi anh chị mua hàng thì anh chị nhập kho vào và anh chị bán hàng thì anh chị sẽ thực hiện xuất ra để ra báo cáo nhập xuất tồn. Thế còn trong trường hợp mà anh chị đã chốt cái số đấy rồi mà nay anh chị kiểm kê có phát hiện nhiều mặt hàng anh chị chưa thực hiện kiểm kê được, anh chị lập cái biên bản để xác định là vì các cái phần hàng kiểm kê bổ sung, sau đó anh chị nhập kho vào trong kỳ vào cái tháng tiếp theo. Và anh chị xác định được trên cái nội dung biên bản đó, anh chị sẽ ghi rất rõ về cái nội dung giao dịch ở trong cái phần đó. Đó là nhập kho và bổ sung cái hàng đã được kiểm kê sau cái ngày đó. Thì cái báo cáo của anh chị nó mới đảm bảo được cái tính chất là gì, bảng nhập xuất tồn nó có tính chất liên tục. Chứ còn bây giờ anh chị nhập vào đầu kỳ một phần, sau đó anh chị chạy ra báo cáo nhập xuất tồn rồi, sau chị lại vào anh chị lại nhập lại cái số đầu kỳ, sau anh chị lại nhập thì cái vấn đề đó nó sẽ không đảm bảo. Cái bảng báo cáo nhập xuất tồn nó sẽ không chính xác. Vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chị. Vâng, mời chị Giang nhờ. Còn câu hỏi của chị Giang nữa. Dạ anh ơi, cho em hỏi khi nào thì sử dụng hóa đơn điều chỉnh, khi nào thì sử dụng hóa đơn thay thế khi mà mình viết sai ấy ạ? Vâng, bản chất điều chỉnh
thì anh Tuân vào cho tôi cái hóa đơn. Anh chị xuất một cái hóa đơn ra. Thì trong cái phần hóa đơn này nó được phân tích thành có hai cái loại, nó có mấy cái trường hợp sai như sau. Cái trường hợp thứ nhất là sai các cái thông tin của bên đơn vị người mua và người bán này, liên quan đến cái thông tin địa chỉ này. Thì trong cái trường hợp này chúng ta không phải xuất hóa đơn điều chỉnh, không phải xuất hóa đơn thay thế, mà chúng ta chỉ cần vào làm một cái biên bản để xác nhận lại cái thông tin sai và đính kèm trên hóa đơn này là được. Cái trường hợp thứ hai đó là khi mà nó sai về cái nội dung liên quan đến hàng hóa, số lượng, đơn giá, thành tiền và xác định sai đến cái giá trị của cái hóa đơn này. Thì anh chị sẽ thực hiện hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là anh chị thực hiện xuất một cái hóa đơn điều chỉnh. Điều chỉnh có nghĩa là gì? Làm cho tăng hoặc giảm hoặc thay đổi một trong số các cái mặt hàng ở trong này để nó ra được cái giá trị đúng. Thì đấy người ta gọi là điều chỉnh. Thế còn thay thế thì có nghĩa là gì? Người ta sẽ xuất một cái hóa đơn mới mà nó thay cho hoàn toàn cái hóa đơn cũ, nên cái giá trị hóa đơn cũ không còn nữa, nó được trả về trạng thái không. Đấy, thì khi mà nó thay thế là nó hoàn toàn, nó thay toàn bộ, thì người ta gọi là thay thế. Thế còn trong cái trường hợp nữa, đấy là cái trong cái trường hợp mà gì? Xác nhận, điều chỉnh và thay thế. Còn trong các cái giao dịch của anh chị, nếu như mà anh chị đã cho xuất hóa đơn, người ta ứng tiền cho anh chị đã cho xuất hóa đơn cho người ta, nay cái hợp đồng đó nó không được thực hiện nữa, người ta trả lại, hoặc là thì chúng ta xuất hóa đơn chúng ta bán hàng nhưng mà hàng do lý do là không đảm bảo chất lượng là hai bên hủy cái hợp đồng đấy, thì cái giao dịch đấy đâu được bị hủy, thì lập tức lúc đó chúng ta hủy cái hóa đơn đấy đi. Đấy, thì đấy là một trong những cái trường hợp để mà chúng ta xác định được trường hợp nào là trường hợp hủy, trường hợp nào là trường hợp điều chỉnh và trường hợp nào là trường hợp thay thế. Đấy, và trường hợp nào là trường hợp mà chúng ta lập cái biên bản để xác nhận lại các cái thông tin nó bị sai ở trên hóa đơn được đính kèm để giải trình cho cái thông tin đúng. Ok ạ. Dạ anh ơi, thế cái biên bản để điều chỉnh ấy thì vào đâu, em chỉ thấy có hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế thôi, còn cái mà sai nội dung ấy, thông tin người mua hàng ấy, thì vào đâu để làm cái biên bản đấy ạ? Đây là một cái data. Là cái data này là cái data mà tôi đang demo cho anh chị. Cho nên là nó cách đây không phải có hóa đơn, tại vì hóa đơn này nó không thể là một cái, khi mà cái hóa đơn anh chị xuất rồi thì nó sẽ có một cái mục ở trong đó. Đó là gì? Nó nghĩa là có cái phần giải trình. Có cái phần giải trình thì anh chị bấm vào đó thì nó sẽ có các cái nội dung thông tin để anh chị lập cái biên bản đó. Thế còn trên cái data này nó không hiện ra được, bởi vì cái data này nó chỉ là cái data để hướng dẫn demo thôi. Vì khi chưa phát hành cái hóa đơn ra, chưa ký số ra thì nó chưa hiện cái thông tin đấy lên thôi. Còn trên cái phần hóa đơn thật của anh chị mà anh chị đã xuất rồi thì nó sẽ có hiện lên cái phần đó ở trong cái mục hóa đơn đấy. Dạ, thế thì về bản chất là cái hóa đơn điều chỉnh và hóa đơn thay thế là gần như là dùng trong cái bản chất là nó như nhau thay thế vâng. Là nó thay hoàn toàn, còn điều chỉnh thì nó vâng. Là một phần thế thôi, chứ còn vâng. Về mặt tính chất là như nhau. Trong trường hợp mình sai viết sai hàng hóa đấy thì mình dùng một trong hai cái đấy đều được, đúng rồi, chính xác. Dạ vâng, em cảm ơn. Vâng, cảm ơn bà. Hello, các bạn đang nghe. Vâng, chào lại Minh Anh Tuân nhé. Em có em lên đây. Anh Tuân, em hỏi một tí, vẫn là cái tài khoản admin, cái mật khẩu là gì ạ anh nhỉ? Thông thường thì mật khẩu là 1. Thế còn trong trường hợp nào mà anh chị đổi rồi thì anh chị lưu ý là kiểm tra lại mật khẩu của mình thôi. Còn thông thường mật khẩu mặc định là 1. Em ấn 1 thì nó ghi là không tìm thấy mật khẩu. Thế nên là này là do đổi mật khẩu rồi anh? Thế thì có thể đã được đổi mật khẩu rồi. Đấy ạ, vâng. Cảm ơn anh ạ. Dạ, alo ạ. Vâng, chị đi nói. Anh ơi. Dạ. Anh ơi, em làm về ngành bánh sinh nhật ấy, với lại bánh làm từ bột ấy. Thì em cũng có hỏi một chút là về ví dụ như là đầu vào của em nó là nguyên liệu bánh, nguyên liệu bột và các nguyên liệu ấy. Nhưng mà khi xuất... Hết hồn. Đen cả mắt. Chị bật lại mic đi ạ. Vừa nãy bị tắt mic. Anh nghe đấy chứ ạ? Em, dạ. Alo ạ.
Em được rồi, chị nói đi. Vâng, bên em là về sản xuất các loại bánh từ bột đấy anh. Thì khi mà nhập vào thì tất cả nó là nguyên liệu, còn khi xuất ra nó là bánh ạ. Bây giờ vào những cái phần như kiểu là phần tồn em toàn thấy là bị âm, bây giờ em làm thế nào để cho nó phù hợp với nhau ạ? Cái này là mặt hàng của chị bán ra là bánh, chị xuất là bị âm à? Vâng. Thì nhập vào của em thì em toàn là nhập theo hóa đơn là nguyên liệu ấy, bột này, kem rồi các thứ ấy ạ. Nhưng khi xuất ra của em thì em xuất là bánh ấy, là thành phẩm ấy ạ. Cái đấy thì lúc trước hình như là của chị là do đặt đồng bộ hóa vốn à? Chứ nếu mà em cũng không. Mình không đặt đồng bộ thì nó sẽ không bị âm đâu. Thế thì cái đấy mà không đặt đồng bộ thì khi mình xuất ra thì nó không khi mà phần phụ lục ấy thì có nghĩa là cái phần nhập vào của em thì nó toàn là nguyên liệu, khi phát sinh thì nó toàn là bánh. Chị nhập xuất nguyên liệu thủ công thôi, thế còn những cái vấn đề liên quan đến cái bánh thành phẩm của chị ấy thì nó không phải là hàng tồn trong kho, mà cái đấy là đã qua chế biến sản xuất rồi thì cái đấy nó gọi là thành phẩm rồi. Thì cái đấy là thứ nhất là chị bỏ cái phần đồng bộ đi, đồng bộ mã hàng đi là một, thứ hai là bỏ cái phần xuất kho tự động đi thì nó sẽ được thôi. Những dạ, cái đồng. Dạ, nhưng xin mà được giải thích cho chị như thế này nhé, xin dạ. Được giải thích cho bạn như thế này. Vâng. Đó là gì, chúng ta chỉ xuất kho tự động khi mà chúng ta có quan điểm 1-1, có nghĩa là một mã ở bên doanh thu tương ứng với một mã bên hàng tồn kho, mà nó chỉ phù hợp với cái đơn vị là thương mại. Còn trường hợp mà nhập một và xuất ra nhiều, đấy, ví dụ như là mua nhập lợn về xong đó bán thịt, bán xương, bán đủ mọi thứ. Thế thì một cái vào nó sẽ n cái ra thì không thể xuất tự động được. Và từ đó nó sẽ bây giờ là em... ngay. Cái trường hợp thứ hai là ngược lại. Là n cái vào xong rồi có một cái ra. Hoặc n cái vào, n cái ra. N cộng một cái ra thì tất cả những cái thứ đấy đều không thể xuất tự động được, và chúng ta cần phải thực hiện cuối kỳ hoặc là trong kỳ chúng ta thực hiện, mà chúng ta kiểm tra, chúng ta xác định, chúng ta nhập hàng vào, chúng ta xuất hàng ra để chúng ta có bản nhập xuất tồn nhá. Thế còn trường hợp của bạn đang bị âm là do trong quá trình mà thiết lập nó đang bị sai, có nghĩa là đồng bộ mã hàng xong đó thì xuất kho tự động, cái cứ bán hàng ra thì nguyên tắc là nó đã chặn, không có hàng nó không cho xuất rồi đấy, nhưng mà không hiểu là trong quá trình thiết lập như thế nào thì nó đang bị thực hiện như vậy, thì chắc là chúng ta cần phải kiểm tra lại data để xem lại cái vấn đề này nhé. Vâng, thế thứ hai xem giúp em đúng không ạ? Rồi, bạn ấy cố gắng liên hệ lại cái bộ phận hỗ trợ kỹ thuật ấy, tại vì trong thực tế là gì, trong thời điểm thư này có hàng ngàn các cái thông tin mà đang cần hỗ trợ để anh chị thực hiện được cái vấn đề này, thì anh chị cố gắng là gì trao đổi trên cái số điện thoại ở màn hình này cập nhật, thì về phía hỗ trợ công ty cũng sẽ cố gắng cử nhân sự để hỗ trợ tối đa trong tất cả những vấn đề để anh chị có thể thực hiện được. Còn trong trường hợp mà anh chị nếu chưa liên hệ được thì anh chị cố gắng là liên hệ lại, các bạn đấy cũng đã nỗ lực cố gắng để mà sao cho tất cả mọi anh chị đều thực hiện được, hoàn thành cái công việc và thực hiện được tờ khai. Vâng, đây là em hỏi một chút, khi mà xuất như thế thì trên cái phụ lục đó nó ra như thế kia, nó ra là nhập là mặt hàng là nguyên liệu, khi mà bán phát sinh thì nó là trên phụ lục nó có ghi như vậy không nhỉ? Không, trên phụ lục nó chỉ cần tiền thôi đúng không ạ? Trên phụ lục nó chỉ cần ghi là nhập cái hàng gì vào thì bạn xuất cái hàng đấy ra thôi, chứ nó không liên quan đến cái tài khoản của doanh thu của bạn nhá. Dạ. Em hỏi một cái nữa là về cái phần hóa đơn bán lẻ ấy. Như cái tính chất bán hàng của bên em thì em có cần phải ngày nào cũng phải xuất hóa đơn bán lẻ không, hay là em định kỳ được không ạ? Thì nó có hợp thực lý tế không? Thì ra như thế này, nếu chúng ta phải nói như thế này, theo hướng dẫn của quy định pháp luật hiện hành là chúng ta bán hàng hóa là chúng ta phải thực hiện xuất hóa đơn tại cái thời điểm mà chúng ta bán hàng hóa. Trong trường hợp mà khách lẻ trong trường hợp khách lẻ không lấy hóa đơn thì người bán hàng, người nộp thuế cuối ngày tổng hợp lại toàn bộ các cái mặt hàng bán được trong ngày, thực hiện xuất cái hóa đơn được gọi là hóa đơn khách lẻ. Thì mà như ban nãy không phải anh hỏi đấy, thì chúng ta xuất hóa đơn bán lẻ giống hệt không khác gì xuất hóa đơn cho khách hàng bình thường, chỉ có khác mỗi cái chuyện là tên thì nó là khách lẻ. Thì từ cái khách lẻ đó nó là căn cứ để thực hiện trong cái vấn đề liên quan đến tính thuế và nộp thuế. Thế còn có những vấn đề mà chúng ta để lại vào cuối tuần
tổng hợp một cái hay cuối tháng hay cuối quý thì nó không đúng với tinh thần hướng dẫn của luật. Thế tuy nhiên rằng đó là gì? Nó vẫn nằm trong một kỳ tính thuế. Nó nằm trong một kỳ tính thuế cho nên là nó không bị làm chậm cái nghĩa vụ thuế. Thế thì cái vấn đề này thì thôi anh chị cứ vận dụng thôi. Thế còn đấy là mình nói là nói theo quy định của luật. Thế còn làm thế nào đó là nó còn phù hợp cả trong thực tiễn nữa. Chúng ta không trốn thuế, chúng ta không có gian lận, không có làm gì cả. Thế thì chúng ta cứ xác định được tổng cái vấn đề đó thì cái khách lẻ thì bạn có thể là gì? Thay bằng để cuối quý thì có thể là cuối tháng hay cuối tuần. Tổng hợp lại để xác định được ra là gì? Sao cho nó đỡ bị mất quá nhiều cái thời gian để thực hiện, nhưng mà sao cho vẫn phải tính đúng để mà cho nó phù hợp. Thế rồi, cái thông okay. tin bán thông tin của người bán lẻ thì chỉ cần là bán lẻ có cần phải địa chỉ không anh, hay chỉ cần là ghi là nội dung là khách lẻ thôi ạ? Thế thôi, bạn chỉ ghi là khách lẻ thôi, khách lẻ okay. mua hàng đấy, vì bạn chỉ ghi khách lẻ thôi. Chỉ có điều dạ, đó là gì, có cái phần EMI để mà xuất thì không biết là hệ thống nó có bắt phải có EMI không, nếu còn nó không có thì thôi, thì bạn cứ xuất thì nó tự động gửi lên hệ thống. Thế còn nếu nó bắt có điền EMI vào thì bạn điền chính EMI của công ty của bạn vào là được nhá. Dạ vâng, em cảm ơn ạ. Vâng, mời chỗ mời câu hỏi tiếp theo ạ. Anh Việt thì là chỗ anh chị nào Oppo A92 kia đặt câu hỏi ạ. Mời anh Việt ạ. Vâng. Rồi anh chị bật mic rồi thì anh chị đặt câu hỏi đi ạ. Alo ạ. Rồi được ạ. Vâng, em muốn hỏi là cái phần hóa đơn thay thế với điều chỉnh ấy thì có cần nộp cái mẫu gì lên cơ quan thuế không ạ? Cái giải trình hay là cái gì đấy ạ? Không, không cần phải nộp cái gì bạn nhá. Đấy là nguyên tắc của cái vấn đề trong quá trình khi thực hiện rồi nhá. Không phải nộp bất kỳ cái mẫu gì cả. Tại vì mẫu đã thống nhất trên hệ thống rồi nhá. Vâng ạ. Rồi, ok, cảm ơn bạn. Chuyên môn cho học sinh sinh viên giúp họ phát triển tài năng và trở thành người tốt. Câu 2, bạn đã được thay đổi gì? Không biết anh chị còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi chia sẻ của ngày hôm nay. Cho anh nếu chị như là không còn câu hỏi của anh chị nào nữa thì tôi xin kết thúc cái buổi ngày hôm nay, nhường mic lại cho anh Tuân. Và cố gắng anh chị trong quá trình thực hiện, nếu gặp phải các vấn đề gì vướng mắc, chúng tôi cũng sẽ nỗ lực cố gắng để cùng với anh chị. Lần đầu tiên mà anh chị thực hiện, cũng phải nói thực là thì ba việc cùng một lúc, từ cái vấn đề anh chị thực hiện hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử, sau đó thì lại còn là gì, từ cái việc không phải ghi sổ kế toán nay lại phải chuyển sang ghi sổ kế toán, từ cái việc kê khai thuế thủ công thì nay lại chuyển sang kê khai thuế điện tử, rồi là gì, trong kê khai thuế điện tử lại còn thêm hai cái phụ lục. À, thêm một cái phụ lục có hai cái nội dung, đó là nhập xuất tồn và cái phụ lục về chi phí. Nó cũng khá là khó nói chung cho đối với các anh chị về hộ kinh doanh. Thế thì trong quá trình mà chúng ta cố gắng làm thế nào đó để chúng ta tìm hiểu kỹ, thực hiện đúng các cái quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện kê khai đúng. Cố gắng là chúng ta không bị mắc phải những các cái sai phạm hành chính để chúng ta bị xử phạt. Cố gắng từ bây giờ cho đến kết thúc tháng 4. Khi anh chị hoàn thành thì tôi sẽ sau cái thời điểm tháng 4, tôi sẽ dành cái thời gian để phân tích những cái trường hợp mà anh chị gặp phải các cái sai như vậy thì sẽ xử phạt hành chính mất bao nhiêu tiền, làm nào để chúng ta kiểm soát và tránh đừng bao giờ bị sai. Thế còn từ giờ đến kết thúc tháng thì cố gắng là làm thế nào đó để mà anh chị thực hiện được tốt tất cả các cái công việc theo cái quy định mới của pháp luật hiện hành. Chúc anh chị thành công. Vâng, rất là cảm ơn anh chị. Hẹn gặp lại anh chị vào thứ bảy tuần sau. Và sau đây nhường lại mic cho anh Tuân. Còn các cái nội dung gì thì kết thúc cùng với anh chị. Vâng, xin cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn anh Sơn. Thưa các anh chị, là vừa rồi thì cũng đã có khảo sát thông qua sơ bộ cái tỷ lệ của anh chị đã nộp tờ khai và chưa nộp tờ khai. Thì cái tỷ lệ mà chưa nộp tờ khai thì còn khá nhiều, cũng như cái nội dung về chưa sử dụng phần mềm kế toán để ứng dụng vào cái việc lên sổ sách và lột tờ khai, kết xuất sang hỗ trợ khai. Thì ngày mai em sẽ gửi cái thông tin khảo sát này tại trong nhóm hỗ trợ kê khai để các anh chị điền các thông tin đó, xác nhận cái tình trạng của mình, để từ đó bên em sẽ hỗ trợ tốt hơn cho các anh chị, cũng như là tư vấn cho anh chị cái cách thức để chúng ta thực hiện cho kịp kỳ kê khai của quý 1 năm nay. Thì buổi
hướng dẫn hôm nay sẽ dừng lại đây, và cái video này em sẽ biên tập và gửi lại lên kênh YouTube cho các anh chị vào ngày mai. Sau khi có thông tin thì em sẽ gửi vào nhóm là hỗ trợ kê khai cho hộ kinh doanh. Các anh chị lưu ý theo dõi thông tin ở trên nhóm đó. Vâng, cảm ơn các anh chị. Chào tất cả anh chị ạ.